nó hiện hành. Quý vị phá cái thọ ấm thì nó có 10 cái món ma của thọ ấm, và tưởng ấm thì nó cũng có 10 món ma của tưởng ấm, do đó cộng lại là 50 cái mô cái ma, cái loại ma, là tại vì nó biến hóa ở trong cái sắc thọ tưởng hành thức. Cái thức này là cái sự mà biết của quý vị. Có bây giờ chẳng hạn như quý vị học Phật pháp rồi 10 năm sau quý vị làm những cái việc khác, nhưng mà 10 năm sau tự nhiên có người đến để mà nói về Phật pháp, tự nhiên quý vị hiểu lại những gì mà quý vị đã học qua. Đây là do cái thức nó đã chứa đựng lại. Cái thức này cũng còn gọi là tàng a lại thức, có nghĩa là một cái kho chứa đựng những cái dữ kiện mà mình đã hiểu biết. Do đó quý vị học Phật pháp, quý vị có mắt không? Không mắt. Quý vị không mắt. Những cái gì quý vị học nó đều tồn tại ở trong cái tàng a lại gia thức hết. Một khi mà cái lục căn quý vị thanh tịnh rồi, quý vị đạt đến cái chỗ mà thanh tịnh của lục căn rồi, thì cái thức này nó tự động nó mở ra. Do đó có nhiều người họ thấy được cả vô lượng vô số kiếp. Như quý vị thấy Đức Phật sau 49 ngày thiền định thì Ngài chứng được cái vấn đề là cái tàng thức này nó mở ra. Do đó Ngài biết vô lượng vô số kiếp. Kiếp đó Ngài sanh trong gia đình đó ở đâu, tên gì, dòng họ như thế nào, Ngài biết như vậy. Có các chư A-la-hán thì các Ngài cũng biết được 84.000 kiếp. Như vậy thì cái sự tu của mình nó không mất. Ngày hôm nay quý vị tu được bao nhiêu đây, ngày mai quý vị sẽ tiếp tục theo đó mà quý vị tu tiếp. Bằng chứng là quý vị thấy Ngài Tế Điên Hòa Thượng, khi Ngài đến cái thiền viện mà Ngài vô, Ngài xuất gia rồi, chỉ cần ông Tăng gõ đầu Ngài có 3 cái thôi, là tự nhiên Ngài thấy lại được những cái tiền kiếp của mình. Ngài chứng đạo ngay lập tức. Là những người đó là những bậc đại sĩ Bồ Tát đã tu học nhiều đời rồi, bây giờ đến đây để phổ độ chúng sinh. Do đó một lời nói hay là một cái sự gõ nhẹ của các vị thầy của mình là những cái tàng a lại gia thức này nó mở rộng hết, do đó thấy rõ ràng. Có những người tu quý vị thấy họ mới vô tu đó, họ không biết gì hết, họ có thể nói là nói về cái sự vật ở trong cái cõi đời này, về cái không gian, thời gian, nhân sinh quan, vũ trụ quan, họ không biết gì hết. Nhưng mà họ tu chừng vài năm, cái căn họ bắt đầu thanh tịnh rồi, tự nhiên trí huệ phát sinh, họ biết hết. A-di-đà Phật, bởi vậy cái tu rất là quan trọng. Mà có thanh tịnh thì mình mới có thể có sự trí huệ phát sinh. Bởi vì trí huệ của mình nó sẽ không phát sinh nếu mà tâm mình không thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, trí huệ bắt buộc phải phát sinh. Giống như một cái hồ nước lớn, nếu mà cái mặt sóng nó cứ lăn, nó bị cái gió nghiệp mà lăn nhăn hoài thì mình không thấy được mặt trăng. Khi mà cái nghiệp nó bớt rồi, cái sóng nó không còn nữa thì sao, quý vị thấy mặt trăng hiện hình. Thì bây giờ người tu cũng y hệt vậy, quý vị bị vọng tưởng phiền não rất là nhiều. Do đó khi mà những cái ngũ dục, những cái mà cái sắc thọ tưởng hành thức của ngũ ấm này nó lần lần nó dẹp bớt rồi đó, thì trí huệ phát sinh. Quý vị thấy rõ cái bản tâm của mình. Ở bên thiền tâm gọi là minh tâm kiến tánh, hay là thấy rõ được cái bản mặt xưa nay, cái bản mặt thật xưa nay. A-di-đà Phật là chỗ mà quý vị đã tìm lại được cái bổn tâm bổn tánh của mình. Bởi vì những ngũ ấm này nó có tác dụng là tạo ra biết bao nhiêu là những khổ não, và chính nó cũng tạo nên nghiệp nhân cho chúng sinh. Do đó mà người tu chân thật thì thường tu phép quán để không bị những cái ngũ ấm này nó sai sử mình, và coi như ngũ ấm là cái nguồn gốc nghiệp nhân của sự tạo tác gây ra sự chuyển luân trong lục đạo luân hồi. Vì thế mà những vị đại Bồ Tát thường thường coi cái ngũ ấm này nó là quán tặc, luôn luôn thường phải loại trừ. A Di Đà Phật. Mặc dầu nói là phép vui nhưng mà quý vị thấy cũng là một cái pháp tu đó chứ, phải không? Bây giờ thầy nói về kinh văn kế tiếp. Đức Di Ma Cật lại nói tiếp: vui là quán thân tứ đại như rắn độc, vui là quán nội nhập như hư không, vui là giữ gìn đạo lý, vui là lợi ích cho chúng sinh. Như vậy thì vui quán thân tứ đại như rắn độc. Bây giờ mình nghe trong Phật pháp chữ tứ đại, nếu mình chưa có học Phật pháp mình không hiểu Phật pháp là cái gì, không hiểu cái thân tứ đại là gì.
Do đó những người mới sơ cơ vào trong đạo, khi mà cầm cuốn kinh Đại Thừa lên, rồi nghe những cái danh từ Phật Pháp này không hiểu, rồi tự nhiên đâm ra chán, không muốn tu nữa. Nhưng mà nếu mà được những vị thầy giảng thì quý vị sẽ ham thích lắm. Bây giờ thầy giảng cái thân tứ đại, cái thân mà chúng sinh đang mang thì gọi là thân tứ đại, như thầy với quý đại chúng đang mang, đang có nó là thân tứ đại. Tại sao vậy? Bởi vì nó là do bốn cái nguyên tố tạo thành. Cái nguyên tố thứ nhất nó gọi là đất, nguyên tố thứ hai nó là gọi là nước, nguyên tố thứ ba nó gọi là lửa, nguyên tố thứ tư nó gọi là gió, đất nước lửa gió. Như vậy thì trong cái thân này cái gì gọi là đất? Quý vị thấy phần xương và thịt của mình, những phần cứng rắn ở trong mình gọi là đất. Rồi những phần những máu huyết như nước mắt hay là nước miếng, nó thuộc về thủy, tức là nó thuộc về nước. Rồi cái thân nhiệt của quý vị thấy người chết thì sao? Người chết vừa tắt hơi là cái thân nhiệt nó mất đi. Cái thân nhiệt nó mất đi, cái người tự nhiên lạnh hết từ đầu tới chân. Vì vậy mà cái người mà còn sống thì nó có hơi ấm. Như vậy thì hơi ấm ở đây gọi là lửa. Và sau cùng, quý vị nhờ cái gì quý vị tạo thành sự sống? Đó là cái hít thở, hít vào, thở ra, đó gọi là gió. Thì quý vị thấy rằng, quán xét cho tận cùng cái thân này, nó chẳng qua là do cái bốn phần này nó tạo thành. Do đó trong kinh gọi là tứ đại, thân tứ đại. Những cái phần tứ đại này, khi mà mình chết đi, thì tất cả nó sẽ tan rã. Những chúng sinh nào chưa phát Bồ Đề Tâm, chưa thật sự tu, thì họ quý cái thân tứ đại lắm. Bằng chứng là bây giờ quý vị thấy, những cái thẩm mỹ viện của thế gian này, luôn luôn là có người đến. Và tại vì ai cũng muốn làm đẹp hết, ai cũng thương thân hết đó, A-di-đà Phật. Nhưng mà ngược lại, thì cái người tu lại khác. Chẳng hạn như trong cái đoạn, một đoạn kinh nói về một cái bà viên ngoại, bà muốn phát tâm đi tu, nhưng mà thầy của bà viên ngoại này nói rằng chỗ của con thành đạo cách nơi con ở cả ngàn dặm xa, mà trên đường con đi á, con là một cái thân nữ rất là đẹp, gương mặt con rất là đẹp, thành ra trên đường con đi á, sẽ có những cái người nam, họ có cái tâm ác á, họ thấy con đẹp như vậy, họ sẽ làm ô nhục con. Do đó con muốn tu thành đạo thì con phải hủy cái dung nhan của con đi. Thì bà viên ngoại này nghe lời thầy, hủy cái dung nhan. Và thật sự như vậy, khi mà bà viên ngoại này đến nơi an trụ xong tu trong vòng 6 năm thành đạo, thì quý vị thấy như thế nào? Đây là cái chỗ mà mình phá cái bản ngã của mình, phá đi cái sắc danh của mình. Do đó cái tâm của mình nó mới được thanh tịnh. Còn người bây giờ tu thì họ lại khác. Họ muốn giữ cái thân tốt đẹp, họ muốn giữ cái thân mà cho tất cả ai thấy đều phải kính phục hết, A Di Đà Phật. Do đó làm sao thành đạo được? Vì vậy mà cái người mà muốn thành đạo phải hy sinh. Hy sinh từ thân mạng cho đến cái tâm trí của mình, để phổ độ chúng sinh, để cầu đạo thì quý vị mới có thể thành đạo được. Do đó chúng sinh mà chưa hiểu đạo thì họ quý trọng cái thân tứ đại lắm. Mà khi mà quý trọng cái thân tứ đại này thì sao? Thì cái lòng tham nó phát sinh. Do đó tạo bao nhiêu nghiệp ác. Để chi? Để nuôi dưỡng cái thân này. Nhưng mà có ngờ đâu những cái hạnh nghiệp mình tạo ra, nó đưa mình vào ở trong cái tam đồ lục đạo rất là đau khổ. Vì thế mà cư sĩ Di Ma Cật dạy chúng sinh thật sự chân tu thì phải quán cái thân này như là rắn độc, không tạo ra những cái quyền, những cái nghiệp quân tập. Như thế thì mới tránh được con đường sanh tử trong lục đạo luân hồi. Bây giờ cư sĩ Di Ma Cật lại nói đến cái vui kế tiếp, đó là cái vui mà quán nội nhập như không, A Di Đà Phật. Cái chữ nội nhập này có nghĩa là nói về cái căn của mình, cái lục căn của mình. Thân thể của chúng sinh nào cũng có cái nội nhập, và nội nhập này gọi là sáu căn. Như vậy thì quý vị nhìn thị kỹ thân của chúng sinh, nó có sáu căn. Quý vị nhìn, trước hết là chúng sinh có mắt nè,
Rồi kế tiếp là chúng sinh có tai nè, kế tiếp là chúng sinh có mũi nè, kế tiếp là chúng sinh có lưỡi và có thân và có ý. Như vậy thì cái sáu căn này tại sao nó không thanh tịnh? À, vì Đà Phật, sáu căn này tự nó đã có sự thanh tịnh, nhưng mà tại vì nó nội nhập với sáu trần, do đó nó sanh ra không thanh tịnh. Như vậy thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý nó hòa nhập với cái lục trần. Lục trần gọi là gì? Gọi là sắc. Sắc là có nghĩa là con mắt nó thấy những cảnh vật. Bây giờ kế tiếp là thinh, có nghĩa là lỗ tai nó nghe những âm thanh. Rồi tới cái mũi thì nó nghe những cái mùi hương. Đến cái lưỡi thì nó tiếp xúc với cái vị. Và đến cái thân thì nó tiếp xúc với cái sự xúc, biết nóng và lạnh. Và đến cái ý thì nó tiếp xúc với cái tác pháp. Như vậy thì quý vị thấy lục căn của mình nó nội nhập, bản tính nó là vô sinh, bản tính nó là thanh tịnh, nhưng mà tại vì nó bị cái lục trần chi phối. Lục căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, nó bị cái lục trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp nó tác động. Chính vì vậy mà nó sanh ra cái lục thức. Từ cái lục thức này nó sanh ra hỷ nộ ái ố ai lạc dục, là thất tình mà mọi chúng sinh phải mang. Khổ quá ha. Quý vị thấy bản tánh chúng sinh là thanh tịnh, nhưng mà tại vì mình không biết nội nhập, không biết cách tu. Do đó mình để cho cái căn thanh tịnh của mình nó tiếp xúc với lục trần. Từ trong lục trần này nó sanh ra biết bao nhiêu vọng động tạo thành lục thức. Và rồi trong cái lục thức này nó sinh ra hỷ nộ ái ố ai lạc dục. Chính cái hỷ nộ ái ố ai lạc dục này là con đường mà đưa chúng sinh vào sự tạo nghiệp, ra nhân quả và tạo ra cái sự luân hồi. Do đó mà người tu chân thật muốn đạt đến sự an lạc thì phải quán và đưa sáu căn này nó trở về cái vị trí đầu tiên của nó, tức là vị trí lúc mà nó chưa có tiếp xúc với lục trần. Nếu mình làm sao mình quán cái sáu căn này, đưa nó trở về cái vị trí đầu tiên của nó, thì ở đây gọi là phương pháp tu, có nghĩa là phương pháp nội nhập trở về như hư không. Phương pháp tu thì lâu dần mình sẽ đạt đến cái lục căn thanh tịnh, mình đạt đến cái quả đạo đầu tiên là A La Hán quả. Bây giờ kế tiếp ngài Di Ma Cật dạy về cái niềm vui giữ đạo ý. Quý vị nói người tu có vui không? Ngoài cái ngũ dục thế gian vui không? Vui lắm. Người nào tu thiệt là sẽ thấy cái vui này. Người tu chân thật có niềm vui của ý, đó là gì? Đó là sự không lo nghĩ nè, sự không vọng tưởng nè, do quý vị đạt được cái ý chân không. Quý vị mà đạt được ý chân không thì cái tâm của quý vị nó sanh ra đại hỷ lạc, và nó đạt đến cái sự an lạc. Quý vị thấy chúng sinh bây giờ họ rất là đau khổ, họ cười cười nói vậy, nhưng mà tâm của họ vọng tưởng chạy lăng quăng. Họ ngồi đây cười cười nói, nhưng mà tâm của họ nghĩ tới Sài Gòn, họ nghĩ đến người thân ở Sài Gòn, họ nghĩ đến những cái nơi xa xôi, họ chưa bao giờ được tĩnh lặng. Vì vậy mà ở đây ngài cư sĩ Di Ma Cật dạy cho mình vui là giữ gìn đạo ý, có nghĩa là giữ cho cái ý của mình nó trở về cái sự thanh tịnh, không có chạy theo vọng tưởng. Cái điều này tu cũng rất dễ. Quý vị tu, quý vị sẽ thấy mới đầu vọng tưởng của mình, khi mà quý vị ngồi yên lặng, quý vị thấy vọng tưởng của mình nó phát khởi nhiều lắm. Nhưng mà lần lần quý vị khỏi cần ngăn nó cái việc nó lên, quý vị cứ nhìn thấy nhưng mà không theo nó. Chẳng hạn như thí dụ như quý vị đang ngồi vậy đó, tự nhiên cái tâm của gọi khởi lên, à bây giờ không biết bà mẹ của mình đang ở Sài Gòn, không biết hôm nay mẹ có được khỏe không, hay mẹ bệnh. Đó là cái tâm của mình nó bắt đầu nó phóng túng ở trong cái ý rồi đó. Nếu mà người tu á thì họ tóp ngay chỗ này, nó vừa khởi lên họ tóp ngay, họ đưa cái tâm trở về cái chỗ tịnh lặng liền, họ đưa cái ý trở về chỗ tịnh lặng liền. Còn nếu mà người không tu đó thì sau khi mà nó khởi tâm mẹ như thế nào thì bắt đầu nó vọng tưởng tiếp. À bây giờ mẹ đã được bình phục như vậy mà không biết anh hai chị hai có lo cho mẹ mình không. Đó là những cái ý nghĩ nó cứ triền miên, nó là một cái chu kỳ khởi hoài. Còn người mà biết tu á, họ dập tắt ngay từ cái ý đầu tiên, do đó cái vọng tưởng này nó chết đi thì bản tâm của mình nó thanh tịnh. Như vậy thì người đó
họ biết vui với cái ý đạo. Bây giờ kế tiếp là cư sĩ Di Ma Cật dạy cho chúng sinh tu biết cái vui lợi ích chúng sinh. Quý vị thấy Đại Thừa rất là rộng rãi. Đại Thừa khi mà tu không có tạo cho niềm vui chính cho cá nhân mình, mà tạo niềm vui cho vạn vật chúng sinh. Do đó, vị cư sĩ Đại Thừa Di Ma Cật mới dạy cho mình cái niềm vui lợi ích chúng sinh. Mà thật vậy, người mà tu cái hạnh Đại Thừa đó, niềm vui thật sự của họ đó là sự làm lợi ích cho chúng sinh. Bởi vì mình chưa tu cái tâm mình ích kỷ lắm. Mình chưa tu tâm mình chỉ trước tiên là mình nghĩ tới mình trước. Bởi vì thật sự nói về thương yêu thì mình không thương yêu bằng ai qua cái bản thân của mình. Thương yêu trước là cá nhân của mình. Sau đó mình mới thương yêu đến vợ con, rồi mới tới cha mẹ, mới thân bằng quyến thuộc. Nhưng mà ở đây trên con đường tu Đại Thừa đó, những vị Bồ Tát á, sao mà khi mà tu có đầy đủ trí huệ và cái lực từ bi rồi đó, thì lòng yêu thương họ phát khởi rất là lớn. Họ có thể hy sinh tất cả vì chúng sinh. Tại sao họ hy sinh cho chúng sinh một cách mà họ không cần một cái sự bù trừ? Là bởi vì họ có trí huệ. Họ đã biết rằng trên con đường mà tái sinh trong vô lượng kiếp của họ đó, chúng sinh là gì? Chúng sinh là những bậc cha mẹ, là những bậc thầy tổ, là những bạn đạo, là giúp cho chúng ta gìn giữ được cái mạng căn này và gìn giữ được cuộc sống này. A Di Đà Phật. Ngày hôm nay thầy ngồi đây, sở dĩ thầy giảng đạo là để thầy trả ơn của Đức Như Lai, mười phương Đức Như Lai đã giúp cho thầy có một cái trí huệ. Thầy trả ơn tất cả mọi đàn na tín chủ từ mười phương đã cứu giúp cho thân xác của thầy trong những cái kiếp mà thầy chưa có hiểu đạo, giúp cho thầy từ cái áo để mặc, giúp cho thầy từ cái miếng ăn để mà duy trì cuộc sống. Do đó chúng sinh là cái gì? Chúng sinh là những cái người ân của mình. Mình là người tu, mình phải biết như vậy. Do đó chúng sinh mình phải biết trân quý, mình phải biết quý trọng. Bởi vì họ không ai xa lạ hết á. Họ là những cái người thân bằng quyến thuộc của mình. Do đó ngày hôm nay nếu mà mình có tu, đạt được một chút trí huệ, đạt được một chút an lạc, thì mình cũng nên hồi hướng và ban phát đến cho tất cả chúng sinh. Vì thế mà đạo Phật được gọi là đạo từ bi. Bởi vì người tu chân thật thì phải lo cái sự cứu khổ và ban vui. Cái gì đồng ý không? Chứ bây giờ nếu như thầy bây giờ thầy không có thương xót chúng sinh, thầy không khởi niệm từ bi, thì thôi sau khi thầy đạt đến cái sự an lạc trong tâm rồi, hỷ lạc đã tràn đầy, thầy chung vô trong núi nào đó, thầy ngồi trong đó, đợi ngày thầy chết. Được cái gì? Mình chỉ đạt đến cái sự an lạc cho mình, còn bao nhiêu chúng sinh đang chìm đắm trong biển khổ, mình ngó lơ được không? Chính vì vậy mà giàu cho thầy bận bao nhiêu việc, thầy cũng cố gắng thầy vào trong cái đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện, để thầy hướng dẫn, giúp đỡ cho mọi chúng sinh. Bởi vì chúng sinh là những người thân, những người mà thầy mang ơn. A Di Đà Phật. Bây giờ thầy đọc tiếp về kinh văn. Vui cung kính cúng dường bậc sư trưởng, vui nhẫn nhục trong nhu hòa, vui siêng nhóm các căn lành, và sau cùng là vui thiền định chẳng loạn. Như vậy thì trước hết mình đặt câu hỏi, thế nào gọi là vui trong cái cúng dường sư trưởng? Sư trưởng tức là những cái người họ đã có cái tâm xuất gia giải thoát trước mình, và những người họ dùng cái giới đức và tịnh hạnh để họ mở mang cái tông phái. Do đó mà người tu hạnh giải thoát thì phải cảm đức các bậc này, thường xuyên cúng dường tứ sự vật chất. Để chi? Để giúp cho những vị sư trưởng này duy trì được cái cuộc sống mà an tâm thuyết pháp đến cho mọi chúng sinh. A Di Đà Phật. Nhiều khi quý vị không thuyết pháp được, nhưng mà quý vị cúng dường đến cho những bậc thuyết pháp được, để cho họ thuyết pháp đến cho chúng sinh, thì trong 10 phần công đức quý vị cũng được 3 phần công đức trong đó. Do đó quý vị thấy in kinh ấn tấm và hộ niệm
hay là mình làm một cái gì mà hộ pháp cho một vị giảng sư giảng pháp, công đức vô lượng. Không cần mình phải tu nhiều mà mình làm những điều đó là mình đã tạo nên công đức rồi. Và ngược lại, khi mà quý vị là cái người mà cúng dường đến cái bậc mà thanh tịnh thì chẳng khác nào quý vị gieo cái duyên và tạo cái nhân cho chính mình được một cái nhân quả tốt. Và chẳng bao lâu cái duyên này nó được đầy đủ thì sao? Thì quý vị sẽ được gia nhập ở trong cái hàng chư tăng đại thánh chúng. Quý vị biết là người tu đâu không phải là muốn tu là được đâu. Nếu mà duyên quý vị chưa đủ, những cái hạt giống từ bi, những cái hạt giống mà lành quý vị chưa đủ, quý vị chưa thể làm vị tăng sĩ. Nhưng mà nhờ quý vị biết hộ pháp, biết cúng dường, biết hộ niệm các chư tăng thanh tịnh, do đó quý vị đủ cái phước để mà trong tương lai mình trở thành một vị tăng sĩ. Mình trở thành một cái vị tăng mà được gia nhập ở trong cái đội đại hội thánh tăng. A Di Đà Phật. Quý vị nên nhớ rằng như vậy, đồng thanh tương ứng mà đồng khí tương cầu. Người tu chân thật thì chắc chắn phải đắc quả. Ở đây có những người tu không đắc quả là những người tu giả danh thì không đắc quả. Người tu đã phát tâm Bồ Đề và tu chân thật thì 100% phải đắc quả. Bây giờ nói về cái niềm vui kế tiếp. Đó là cái niềm vui nhẫn nhục nhu hòa. Quý vị trên con đường mà quý vị tu học, nhất là cái hạnh giải thoát, quý vị không có giữ được cái sự nhẫn nhục thì chắc chắn rằng cái cuộc tu, cuộc đời tu quý vị đi không xa. Bởi vì quý vị thấy trong kinh nói sao? Nhịn nhường là giới đầu tiên, kìa xem chư Phật vẫn khuyên ta hoài. Do đó quý vị thấy cái nhẫn nhục là cái hạnh đầu tiên. Những người mà đạo cao đức trọng á, thì tâm họ hiền hòa, nhu hòa, nhẫn nhục. Bởi vì cái hạnh nhẫn nhục này là hạnh đầu tiên cho người tập tu. Nếu mà cái hạnh nhẫn nhục này nó không thành tựu thì đạo quả của chúng sinh khó được viên thành. Như vậy thì muốn tu hạnh này thì người tu cần dẹp bỏ cái bản ngã. Người tu cần phải xem mình như là đất cát. Quý vị nào ngồi thiền đi, quý vị quán quý vị chỉ là đất cát thôi. Thì quý vị từ từ quý vị nhẫn nhục được. Tại vì quý vị quán quý vị thấy sao? Đất cát nó chứa đựng tất cả những cái sự dơ dáy. Đất cát nó chứa đựng những cái sự thanh bạch cũng thanh cao cũng có. Nếu mà đất cát đó nó được đưa vào ở trong chánh điện thì nó là chỗ thanh cao. Nhưng mà nó nằm ở bên ngoài thì nó thuộc về cái phần dơ bẩn. Nhưng mà đất cát có bao giờ lên tiếng không? Mặc dù nó chứa đựng những cái sự dơ hay là nó nằm ở trong cái sự thanh cao nhưng mà chưa bao giờ nó lên tiếng hết á. Thì quý vị làm sao? Quý vị quán quý vị như là đất. Thì bây giờ quý vị sẽ đạt đến cái sự nhẫn nhục. Nhiều trên con đường tu á, hầu hết á, mà khởi tu á, là người ta tu về cái hạnh nhẫn nhục nhiều hơn. Bởi vì khi mình nhẫn nhục không được thì sao? Thì mình sẽ rớt ngay lập tức. Bằng chứng là quý vị thấy Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát tại sao ngày hôm nay được mọi chúng sinh mười phương đều lễ bái Ngài. Cũng là do cái hạnh nhẫn nhục. Nếu mà thị màu du quan rằng đây là đứa con của Ngài Quan Âm, mà Ngài bây giờ là hiện thân người nữ, Ngài chỉ nói rằng tôi là người nữ là thôi mọi việc nó hết, xong hết rồi. Nhưng mà ở đây Ngài sợ nói ra rồi thị màu sẽ bị đình trưởng ở làng đánh roi và phạt. Do đó vì lòng từ bi của bậc Bồ Tát mà phải chịu nhẫn nhục, chẳng thà mình đau đớn chứ không để người đau đớn. Ngày hôm nay thầy ngồi trước đại chúng, nhưng mà nếu những sự khổ hạnh của đại chúng mà thầy có thể gánh được, thầy nguyện thầy gánh hết, thầy không để đại chúng gánh. Dầu cho thân thầy thế nào thì thầy cũng có thể chịu được, nhưng mà để đại chúng rất là tội nghiệp. Bởi vì sao? Bởi vì tâm quý đại chúng chưa đạt đến cái sự thuần tịnh, do đó sự đau khổ nó làm cho quý đại chúng sinh rất là phiền não. Còn thầy dầu sao cũng đã đạt đến ít nhiều cái sự thanh tịnh, do đó những khổ não nó không chi phối được thầy. Bởi vì người tu khi đạt được cái sự nhẫn nhục thì trong tâm sẽ không sanh những sự u phiền. Và khi người tu đạt đến cái nhẫn nhục thành tựu
thì người này sẽ được cái trí huệ từ bi và sự đại an lạc. A Di Đà Phật. Quý vị nào có nhập thiền rồi, quý vị sẽ thấy sự đại an lạc trong tâm. Người chưa tu, nói bằng miệng thì chưa thấy gì hết. Quý vị tu chân thật rồi, quý vị mới thấy sự đại an lạc trong tâm nó phát khởi. Một người mà đã phát được cái sự khinh an và đại an lạc rồi, thì quý vị mới thấy thế gian là tội nghiệp chúng sinh. Tội nghiệp chúng sinh vô cùng. Họ nằm trong biển khổ, mà họ bơi trong biển khổ, họ không biết tìm cách ra. Bây giờ nói đến cái niềm vui kế tiếp. Đó là niềm vui siêu nhóm các căn lành. Như vậy thì chúng sinh có căn lành không? Chúng sinh khởi thủy là căn rất là lành. Do đó trong sáu căn của chúng sinh thì nội quán tu lục tu học thì sáu căn nó trở thành thanh tịnh. Và nó còn được gọi là căn lành. Căn lành tức là quý vị biết tu sáu căn đó. Sáu căn mà biết tu nó trở về cái trạng thái thanh tịnh mới gọi là căn lành. Còn nếu quý vị vọng động chạy theo lục trần thì nó không thể gọi là căn lành mà nó gọi là ác căn. Mà hễ ác căn thì sao? Nó sanh ra ác quả. Vì thế mà khi mà một người biết xoay cái sáu căn trở về cái thanh tịnh, tất nhiên là đã biết chứa nhóm tất cả những căn lành thiện pháp của mình. Còn ngược lại, nếu mà để cho sáu căn vọng động chạy ra bên ngoài thì gọi là ác căn. Mà ác căn thì nó thường dẫn dắt chúng sinh vào con đường tái sanh trong tam giới. Vì thế mà người tu học hạnh giải thoát thường phải giữ gìn và hộ niệm sáu căn. A Di Đà Phật. Quý vị thấy sáu căn của mình nhưng mà quan trọng lắm. Bởi vì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, khi mà lúc ngài A Nan thưa hỏi về phương pháp tu thì mười phương chư Phật đều khác miệng mà đồng lời, đều nói rằng tu mà thành đạo là do sáu căn của ông chứ không gì khác hết. Khi mà quý vị tu, quý vị không thể tu một lúc mà sáu căn được. Mắt tai mũi lưỡi thân khẩu ý không thể tu một lúc được, mà quý vị phải tu một căn. Chẳng hạn như mình có cái lỗ tai thanh tịnh thì mình có thể biết rằng lỗ tai mình dễ thanh tịnh hơn thì mình tu về cái căn tai. Có những người mà họ biết rằng con mắt họ thanh tịnh, họ tu về cái căn mắt. Mà quý vị nên nhớ rằng mình tu một căn, nhưng mà một căn khi nó thanh tịnh rồi thì năm căn kia nó đều quy trở về thanh tịnh hết. Do đó đường tu mà mình đã hiểu pháp môn tu rồi, quý vị thấy thích lắm. Quý vị thấy rằng cái đạo giải thoát nó nằm ở trước mặt, nó không có xa. Bởi vì đạo Phật nó xa vời là đối với những người họ không có pháp môn tu, họ không có thầy để chỉ dạy thì nó xa vô cùng, mịt mù, không thấy chỗ nào gọi là cái chỗ mà sự giải thoát hết. Nhưng mà quý vị hiểu rõ, quý vị thấy rõ ràng. Bây giờ nói về sự vui kế tiếp. Đó là sự vui thiền định mà chẳng loạn. Nhiều người khi mà họ phân biệt, họ nói về pháp môn tịnh độ thì dễ tu, tu thì mau đắc quả hơn bên tu thiền định. Nhưng mà quý vị thấy rằng đây là những người mà họ thuộc về tiểu căn, họ còn phân biệt pháp tu. Chứ đối với cái pháp tu tịnh độ, pháp tu của thiền tâm đều là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói ra. Tại vì căn cơ của chúng sinh không đồng, do đó ngài phải dùng cái thiện xảo, ngài lúc ngài nói tịnh độ, lúc ngài nói thiền định để cho chúng sinh tu. Nhưng mà quý vị thử nhìn lại trong cái cuộc đời của Đức Phật, ngài đắc đạo qua hình thức nào? A Di Đà Phật, qua hình thức là thiền định. Tất nhiên là 49 ngày ngài thiền định, và khi sau mai bắt đầu chớm mọc thì ngài đắc được tam minh, phải không? Chứng được cái lục thông và tam minh, bắt đầu đạt đến sự giải thoát, chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Như vậy thì thiền định quan trọng không? Rất là quan trọng. Bởi vì trong cái tâm của mình, cổ đức nói là tâm viên và ý mã. Tâm của mình luôn luôn như con khỉ đó. Quý vị có thấy bao giờ con khỉ nó ngồi yên một chỗ không? Và con ngựa có bao giờ nó đứng một chỗ không? Nó hết dậm chân, nó hí, nó cũng chạy vòng vòng, nó không bao giờ đứng một chỗ. Do đó thiền định là cái phương pháp để mà ngăn cái dòng tâm của mình nó phát khởi, ngăn cái tâm duyên ý mã của mình
trói con khỉ lại, trói con ngựa lại, đưa nó trở về cái chuồng của nó. Và sau cùng khi mà nó thành tựu thì sao? Thì mình thành đạo. Như vậy thiền định ở đây tức là cái trường hợp gọi là minh tâm kiến tánh, đạt ngộ được bản tâm. Thiền định không phải là mình ngồi giống như là cục đá, như là cái khúc gỗ. Không phải ngồi giống như là mã tổ mà bị một vị thiền sư rầy. Thiền định ở đây là mình làm sao mình thấy được cái bản tâm của mình. Muốn như vậy thì sao? Muốn mà thấy được cái bản tâm của mình thì mình phải hiểu rõ những phương pháp tu. Mình không còn cái sự nghi ngại trên đường tu nữa. Hễ mà cái người mà đã đắc pháp rồi, không còn nghi ngại về trong cái pháp của mình nữa, thì tự nhiên cái bản tâm chân thật nó hiện tiền. Do đó trên đường tu thì sao? Quý vị phải đầu tiên phải cái tính tâm. Tính tâm rồi quý vị phải hiểu được những phương pháp tu. Mà hiểu rõ ràng không còn cái gì mà ẩn giấu nữa thì gọi là đắc pháp. Khi mà đắc pháp rồi đó thì cái tâm của mình nó đã hoàn nguyên rồi. Nó chân thật rồi. Nó không còn khởi tưởng để mà tìm hiểu cái vật này như thế này, cái vật kia như thế kia. Thì sao? Bây giờ nó thanh tịnh, nó trở về cái bổn nguyên của nó. Mà hãy trở về bổn nguyên tức là bản tâm thanh tịnh chân thật, gọi là minh tâm kiến tánh, hay là bản tâm chân thật, hay là gọi là mặt thật xưa nay của chúng sinh. Bởi vậy các vị thiền sư thường hỏi, tôi không hỏi ông về thiền định, mà tôi chỉ hỏi ông về cái trước khi cha mẹ sanh ông ra thì ông là ai. Đó là cái chỗ mà muốn cái người tu ngộ được bản tâm. Thường thì những người mà họ chưa biết tu đó, khi mà quý vị hỏi tâm ở đâu, A Di Đà Phật, họ chỉ lung tung hết à. Tại chính họ cũng chưa biết tâm ở đâu nữa. Mà bây giờ chỉ trong ý tưởng không đúng nữa. Bởi vì ý của quý vị là ý vọng, nó không phải là bản tâm. Như vậy thì mình chỉ bản tâm được khi nào mình liễu ngộ thiền. Còn bằng không quý vị chỉ sai hết à. Bởi vì quý vị chỉ cái vọng tâm chứ chưa bao giờ quý vị chỉ được cái chân tâm hết á. Như vậy thì quý vị thấy tội nghiệp chúng sinh không? Hằng ngày họ phải trực diện với vọng tâm, và chưa bao giờ họ biết chân tâm là gì. Bởi vì chân tâm này là phải do thực hành thiền định mới đạt ngộ được. A Di Đà Phật. Như vậy thì thiền định rất là quý báu. Bởi vì chúng sinh, thật sự chúng sinh đã có cái tâm vô sinh rồi. Tất nhiên là bản tâm thanh tịnh hoàn toàn rồi. Nhưng mà tại vì mình sai lầm, mình nhận cái thức trần, do đó mình sanh ra vọng tưởng. Và từ một cái vọng tưởng này, nó tạo ra cái muôn ngàn vọng tưởng khác. Do đó chúng sinh thì thường sống ở trong cái lo âu và phiền não. Người mà thật sự mới tập tu thì quý vị phải nên dành nhiều thời giờ để mà mình thiền định. Mình dùng cái sức định này mục đích là để mà ngăn chặn những cái phiền não, làm cho những phiền não này nó lần lần nó tiêu bớt đi. Hễ mà một phần phiền não tiêu bớt thì một phần chân tâm nó hiện tiền. Quý vị nên nhớ thầy nói điều này. Một phần phiền não tiêu bớt thì một phần chân tâm hiện tiền. Mà người đạt được cái bản tâm chân thật rồi thì người này họ sống ở trong cái pháp thân. Quý vị đã sống trong cái bản tâm chân thật là quý vị đã có pháp thân rồi đó. Cái thân của quý vị đây không còn giá trị nữa, mà cái pháp thân kia mới là giá trị. Bởi vì pháp thân kia là một cái thân thường còn, không bao giờ biến mất với thời gian và không gian. Bên thiền tông thì rất chú trọng đến cái phần minh tâm kiến tánh. Do đó mà quý vị thấy bên thiền tông, khi mà một vị đạo sư, một vị thiền sư hỏi đến một cái vị thiền sinh nào khi đến học đạo, khi mà vị thiền sinh này nói đúng về cái bản tâm thì lập tức được, nghĩa là vị sư trưởng này cho nhập thất để tu, để đạt ngộ đến cái phần minh tâm kiến tánh. Còn những vị mà chưa đạt được thì vẫn tu. Ở thiền tông chưa từ chối bất cứ một người nào. Quý vị đạt được thì được nhập thất để tu cho thấy rõ ràng cái bản tâm của mình. Còn những vị chưa đạt được thì vẫn tu, rồi lần lần quý vị sẽ đạt được.
Tóm lại thì người tu mà không có thiền định thì không thể ngăn được cái dòng thác của vọng tưởng. Và chúng sinh thì bị cái dòng thác này, nó cuốn trôi vào trong cái biển sinh tử. Bởi vậy quý vị thấy tội nghiệp chúng sinh không? Rất là tội nghiệp. Những cái vị mà Đại Bồ Tát khi mà các ngài đã thành đạo rồi, hầu như các ngài đều không muốn lưu trụ ở Niết Bàn. Các ngài đều muốn hòa quang hỗn tục, đi vào ở trong cái đời sống của chúng sinh, để mà cứu độ chúng sinh. Không có vị Bồ Tát nào mà thành đạo mà muốn lưu trụ ở Niết Bàn hết á. Bởi vì Niết Bàn không có ai để mình độ hết á. Mà những cõi cần mình độ là những cõi của chúng sinh đây, là những người còn nằm ở trong cái dòng u mê của ngũ dục thế gian. Do đó nếu mà quý vị là những người tu chân thật, là những người đã ngộ được bản tánh, quý vị cần nên lưu trụ lại ở thế gian này để mà cứu độ chúng sinh. Điều đó là ân phước lớn cho thế giới Ta Bà là vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì thầy chỉ giảng đến đây. Rồi tuần tới thầy sẽ giảng kế tiếp. Bởi vì bây giờ thì thầy cũng đã trên 60 rồi. Sức khỏe của thầy thì có thể yếu hơn những năm trước. Những năm trước quý vị thấy thầy giảng thứ 6 2 tiếng, giảng thứ 7 2 tiếng. Rồi thầy lại dùng thời giờ để cho quý vị đặt những câu hỏi Phật Pháp. Là bây giờ cái thân tứ đại của thầy còn mạnh. Còn bây giờ cái thân tứ đại của thầy cũng già rồi, yếu rồi. Nhưng mà vì mang ơn chúng sinh quá nặng, vì tình thương chúng sinh cũng quá nhiều, do đó thầy cũng không ngại cái thân già nua của thầy. Thầy vào trong đây để thầy nói được điều gì lợi ích cho chúng sinh thì thầy nói. Mặc dù bây giờ âm thanh của thầy nó không còn được như ngày xưa nữa, nhưng mà vì chúng sinh thầy hy sinh tất cả. Thầy nằm xuống cũng vì chúng sinh, thầy đến đây cũng vì chúng sinh. Nói tóm lại, chúng sinh là đại ân nhân của thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thầy xin dừng trụ ở đây, và tuần tới thầy sẽ vào lại trong cái room này, cũng vào khoảng 8 giờ thầy tiếp tục thầy giảng cái kinh Duy Ma Cật. Thầy mong cầu quý vị đến tham dự cho đầy đủ. Trước hết là mình hiểu được những phương pháp tu, và quý vị được hộ niệm, quý vị cũng có nhiều phước báo. Mặc dù mình không tu, nhưng mà hộ niệm cho người tu, lắng nghe những người tu giảng đạo, đem những cái điều giảng đạo này gửi đến cho tất cả mọi chúng sinh chưa được nghe, thì đây cũng là quý vị tu đó. Thầy hy vọng rằng cái bài pháp này sẽ giúp cho quý vị hiểu được đầy đủ và đạt được cái sự thanh tịnh. Thầy xin được cầu nguyện mười phương chư Phật thường hộ niệm và ban pháp lành đến cho tất cả quý đại chúng hiện diện trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ thì thầy tiếp tục giảng. Bây giờ thầy đọc cái phần kinh văn trước, và thầy sẽ giảng để cho tất cả quý đại chúng nghe hiểu rõ, để mà vào trong đạo tràng tu hành. Này các thiên nữ, các vị hãy vui rời cấu nhiễm đặng trí huệ sáng suốt. A Di Đà Phật. Đây là lời dạy của cư sĩ Duy Ma Cật dạy cho tất cả thiên nữ ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại, để những vị này khi mà rời khỏi ở thế gian về ở trên cung trời Tha Hóa Tự Tại hiểu được ý nghĩa để mà tu hành. Cấu nhiễm ở đây có nghĩa là phiền não, mà phiền não này do chính ngũ dục của thế gian nó tạo ra. Quý đại chúng nên biết rằng tâm của chúng sinh bản năng vốn hằng thanh tịnh, nhưng vì do nghiệp lực thọ sanh vào thế giới Ta Bà này, vì thế mà tâm mới thọ nhận sự cấu nhiễm bởi phiền não do chính mình tạo ra, đó là bản tâm tham sân và si.
Bởi vì do cái bản tâm này, cho nên tâm của chúng sinh thường u tối và sống trong cái sự đau khổ. Quý vị có người nào dám nói rằng mình không đau khổ không? Chắc chắn là người nào cũng đau khổ, kể cả bậc vua chúa, quan đại thần. Quý vị bây giờ quý vị chỉ có một vợ, một chồng, mà nhiều khi quý vị còn có những ngày canh không ngọt, cắn đắng với nhau, thì nói chi những bậc vua chúa, tam cung lục diện. Thì quý vị thấy rằng ngày xưa mà sanh ở trong gia đình đế vương, người ta nói rằng những gì đó có phước chứ thật sự vô phước. Bởi vì sanh trong gia đình này, quý vị thấy cái sự chết nó rất là dễ dàng. Con có thể giết cha, anh có thể giết em, cháu có thể giết ông để mà đoạt cái ngai vàng. Do đó những người sanh trong đế vương sống ở trong cái cảnh rất là phập phồng và lo sợ. Những người nào đã từng thọ sanh vào ở trong cái cảnh thế gian này và sống ở trong cái cung đình mà làm thái tử hay là làm hoàng tử, quý vị mà tu mà nhớ lại cái tiền kiếp, quý vị sợ lắm. Quý vị sợ những cái lúc mà quý vị sống trong cái cung điện này lắm. Bởi vì danh đâu không thấy, mà chỉ thấy phập phồng lo sợ, sợ cái sự giết hại của các anh, của các chị của mình, để mà giật cái ngai vàng hay là để giật những cái gì mà mình có. Do đó ở trong thế gian này cái sự đau khổ và phiền não nó đầy ngập. Bây giờ nếu mà ngày hôm nay mình muốn cho tâm mà nó đạt được cái sự an lạc, phát sinh được cái trí huệ, hiểu rõ được thực tướng vạn pháp để mình thoát ra khỏi cái sinh tử luân hồi, thì người tu cái đầu tiên là phải xa rời cái sự tham đắm ngũ dục của thế gian. Và tâm phải hiểu rõ tất cả vạn pháp ở thế gian này nó có sanh, tất nó phải diệt. Có hiểu rõ như vậy thì tâm mình mới thoát ra khỏi sự vướng mắc trong tam giới. Quý vị thấy chúng sinh sanh ra, nhưng mà vì cái tâm tham sân si nó dẫn dắt, do đó tham tiền, tham bạc, tham lợi, tham sắc, tham đủ thứ vật dục của thế gian này. Đến nỗi mà giàu bạc tỷ rồi, kể cả mình với con cháu của mình xài không hết, mà vẫn còn muốn tìm vào, muốn kiếm cho thật nhiều vào. Để chi? Để cho cháu chắc, cho những cái thế kỷ nó xa xôi mà mình chưa hề biết. Đây là cái ngu của chúng sinh. Trong lúc mình dùng những cái tâm lo lắng, lo gom tiền, gom bạc, mình dùng cái tâm này đổi thành cái tâm lo tu, an lạc, thanh tịnh, thì quý báo biết nhiêu. Bởi vì chúng sinh chưa có hiểu rằng vạn vật vô thường. Có nghĩa là mình có sanh, mình phải diệt. Không có sống hoài được. Kể cả những cái chư thiên của cõi trời vô sắc giới, các vị đó giàu sống 84.000 vạn tuổi đi nữa, rồi sao? Rồi cũng phải chết. Bởi vì chưa hiểu được rõ được bản tâm thì thường thường sống trong vọng tưởng và thiền định trong vọng tưởng. Mà thiền định và sống trong vọng tưởng thì cái thế gian trong vọng tưởng nó chỉ tồn trụ lại trong vòng 84 vạn năm mà thôi, không có hơn được nữa. Nếu mà những chư thiên mà ở trong cõi vô sắc mà hiểu được như vậy thì các ngài sẽ thoát ra khỏi cái cảnh vô sắc giới mà đi vào ở trong cái cảnh của A-la-hán. Bởi vì vô sắc giới và A-la-hán chỉ còn một chút nữa thôi, do trí huệ phát sinh. Thành ra có những người mà họ thiền định trong vọng tưởng, họ nằm ở trong cái cảnh vô sắc giới mà họ không lên được cái quả A-la-hán. Quả A-la-hán là do cái minh sắc tuệ mà nó diệt đi cái vọng tưởng đó, nó mới thoát ra khỏi cái màn vô minh của tam giới. Chẳng hạn như bây giờ nói về cái tứ đại thầy và tất cả mọi đại chúng đều giống nhau, không có gì khác hết, đều do đất nước lửa gió tạo thành, và trong tâm thì vẫn do sắc thọ tưởng hành thức tạo thành, nhưng mà có cái sự khác nhau. Khác nhau là thầy hiểu được cái vạn pháp là vốn không. Khác nhau là thì thầy hiểu được cái bổn tánh của thầy, còn quý vị chưa hiểu bổn tánh. Quý vị sống nhưng mà thật sự quý vị sống trong vọng tưởng không? Chưa bao giờ quý vị rời khỏi vọng tưởng. Tại sao? Là tại vì quý vị chưa minh tâm kiến tánh. Mà chưa minh tâm kiến tánh thì phải nằm ở trong tam giới của thế gian. Quý vị nhìn thầy và quý vị nhìn quý vị y hệt như hình thức của một chúng sinh, nhưng mà thầy khác quý vị, là cái tâm của thầy nó đã đạt đến cái chỗ mà hoàn nguyên,
hay về cái cảnh giới của vốn vô trụ, còn quý vị nằm ở trong cảnh giới của trụ, thành ra hơi khác. Như vậy muốn thoát khỏi cái dòng sanh tử này thì người tu phải xa rời những cái tham đắm ngũ dục thế gian. Tâm không được vướng mắc sự vui trong tâm giới. Thấy sự vô thường xảy ra phải ở trong một cái sát na. Quý vị thấy một cái sự chết, nhiều người thời Đức Phật có khi mà Đức Phật hỏi các tỳ kheo về sự chết đó, nhiều người thì nói xảy ra trong vòng vài năm, có nhiều người nói trong vòng nửa tháng, có nhiều người thì họ nói trong vòng một ngày một đêm, rồi có một vị tăng chỉ nói là trong vòng một cái hơi thở, A Di Đà Phật, hơi thở hít vô mà không hít ra là chết rồi, là một sát na thôi. Do đó quý vị thấy vô thường thì nó tràn miên cả, nó bao trùm cả tất cả chúng sinh mà chúng sinh không thấy nó. Cái sự chết nó đến với mình bất cứ giờ phút nào. Cái tử ma nó sẽ lấy thân quý vị bất cứ giờ phút nào. Nếu quý vị chưa biết tu thì quý vị sẽ theo cái hạnh nghiệp để mà tái sinh lại nữa. Thành ra chúng sinh rất là tội nghiệp, nằm trong cái chu kỳ bị sanh và tử. Nhưng mà mấy ai thấy được những điều đó? Bởi vì cái ngũ dục của thế gian nó che hết rồi. Cái nghiệp lực của chúng sinh nó làm cho chúng sinh không còn thấy nữa, sống trong cái sự u mê của cái sự tham sân si của bản tâm. Vì vậy mà những ai liễu ngộ những sự việc này thì tất cả những sự cấu nhiễm nó sẽ bị diệt tận ở trong tâm. Và khi mà sự cấu nhiễm của phiền não nó diệt tận thì quý vị sẽ đạt được cái trạng thái trí huệ, quý vị sẽ đạt được cái sự đại an lạc khinh an. Và cái niết bàn nó sẽ thường trụ ở trong tâm quý vị. Như vậy thì tất cả quý đại chúng thấy rõ ràng là cái niết bàn nó có, nhưng mà nó có ở đâu? Nó nằm trong bản tâm của mình. Khi mình ly được tất cả những cái phiền não, những cái vọng tưởng điên đảo, những cái tham sân si của chúng sinh, là quý vị lập tức quay trở về cái cảnh giới thường lạc ngã tịnh của đại niết bàn ngay. Nó không nằm đâu xa hết á. Quý vị thấy thầy giảng pháp có bao giờ thầy đi vào ở trong cái chỗ mê tín không? Chưa bao giờ. Tại vì thầy hiểu rõ nó rồi. Thầy không có mê tín, không có lại để mà cầu mà được. Không có thể nào cầu mong mà hay là hối lộ tiền bạc để mà được đại niết bàn. Đại niết bàn quý vị phải hành sự và chấp tác, phải tu học mới đạt được cái điều này. Từ lúc mà thầy lên giảng kinh Đại Thừa tới giờ chưa bao giờ thầy nói đến cái sự mà kêu là dị đoan hay là thần kỳ, không có chuyện đó. Bởi vì đối với thầy cái gì nó chân thật, nó hiện tiền hết rồi, không có cái gì mà không thấy hết á. Bây giờ kinh văn vui để mở rộng cái tâm bồ đề. Bây giờ trước hết mình hỏi, mình đặt câu hỏi tâm bồ đề là cái gì. Thật sự ra quý đại chúng tu học cũng nhiều, nhưng mà nghe nói tâm bồ đề mình biết nó là cái gì. Thì tâm bồ đề tức là tâm giải thoát. Và tâm này nó thường mang cái hạt nhân của từ bi và cứu khổ ban vui. Quý vị nào mà có cái tâm ưa thích cái sự giải thoát, ưa thích cái sự mà tu học để mà chính mình được thoát khổ, và sau đó mình hiểu được những gì mình đã đạt qua, mình cứu chúng sinh, đó là tâm bồ đề đó. Người mà được gọi là thiền giả hoặc là chân tu thì phải phát nguyện để mở rộng cái bản tâm này. Cái người mà chân tu, gọi là chân tu hay là gọi là chân sư đó, mà họ ngồi trong động họ tu không đó, quý vị thấy có đáng không? Không đáng. Bởi vì họ còn ích kỷ, họ còn muốn hưởng cái đại an lạc ở trong tâm của họ. Họ không muốn rời chân ra khỏi cái hang động của họ. Bởi vì quý vị nên nhớ, khi mà quý vị chưa tu, quý vị chưa thấy sự an lạc, quý vị thấy ngũ dục thế gian nó rất là sai đắm. Nhưng mà quý vị vào được ở trong cái trạng thái thiền định, quý vị sẽ thấy cái trạng thái thiền định nó đại an lạc gấp mấy ngàn lần của cái ngũ dục thế gian. Do đó những bậc chân sư này khi mà họ đạt đến cái chỗ khinh an của bản tâm, họ muốn rời. Họ muốn rời khỏi cái hang động của họ. Họ muốn họ đắm chìm mãi ở trong cái trạng thái an lạc đó. Họ muốn cứu độ chúng sinh. Đây là bậc cái bản tâm chưa phải gọi là tâm bồ đề. Mà tâm này rất là nhỏ. Tâm này là sống cho cái bản thân của mình, chưa gọi là Bồ Tát được. Những cái hạng người này Đức Phật thường kể đó là gì? Là những cái bậc mà tiểu A-la-hán. Những bậc tiểu A-la-hán họ sợ rời khỏi cái vô dư niết bàn. Tại vì họ biết rằng trong vô lượng kiếp họ đã gây biết bao nhiêu thù oán với tất cả muôn chúng sinh rồi. Ngày hôm nay nếu mà trở lại thế gian này thì biết bao nhiêu những nghịch cảnh đó nó xảy ra.
Bằng chứng là quý vị thấy sao? Bằng chứng là quý vị thấy rằng vị tổ của thiền tâm là một vị nghĩa là dẫn đầu đại chúng mà rốt cuộc sao? Bị mất đầu là bởi bị vua chém. Đây cũng là do một cái tiền kiếp nó tạo ra. Rồi một vị tổ Trung Hoa là tổ đầu tiên. Vị tổ đó làm sao? Tới ngày cuối cùng của cái ngày lìa thế gian lại bị quan quân đánh mà rồi. Trong khi lúc mà đánh gậy gọc vậy, ông nhập Niết Bàn. Chính vì những cái điều này, cái nhân quả này mà những vị A-la-hán trên cõi vô vi Niết Bàn bây giờ, nếu mà thật sự chư Phật mà khuyên quý vị này xuống thế gian để cứu chúng sinh, quý vị lắm xuống. Bởi vì cái nhân quả khi mà quý vị rời khỏi vô vi Niết Bàn rồi đó, quý vị xuống đây đó, tất cả những hành nghiệp nhân quả từ vô lượng kiếp nó đến quý vị liền. Tại vì đến đây, ngoài cái vấn đề quý vị tu học độ chúng sinh, quý vị còn phải nhận tất cả những nghiệp quả chính mình gây tạo trong vô lượng kiếp. Không ai thoát khỏi hết. Quý vị thấy Đức Phật Ngài còn sao? Chính Ngài là một vị Phật mà Ngài còn phải bị ăn lúa ngựa. Đó quý vị thấy. Ngài là một vị Phật mà khi mà vua Lưu Ly tràn qua giết cái dòng họ của Thích Ca, Ngài đã bị nhức đầu trong vòng 3 ngày. Đó là gì? Đó là những nhân quả mà trong cái thời gian mình tu hạnh Bồ Tát, hay là trong cái thời gian mình làm chúng sinh, mình còn u mê, mình đã tạo tác. Thì ngày hôm nay dầu mình có thành Phật, mình có dầu thành A-la-hán, thì cái nhân quả đó vẫn bóng với hình, mình phải trả. Cái người mà phát nguyện tâm Bồ Đề á, thì thượng là phía trên, thì họ cầu Phật Đạo. Họ quyết lòng phá tan tất cả phiền não ở trong tam giới. Hạ là bên dưới á, thì họ lo cứu độ hàm linh vạn loại chúng sinh. Do đó những cái bậc mà tu chân ngày xưa đó, họ thường nói sao? Người mà tu hạnh giải thoát mà không mở rộng cái từ tâm, không phát lòng, không phát cái tâm Bồ Đề, tức là họ đang hành cái nghiệp ma. Quý vị thấy câu nói rất hay, phải không? Mình nói mình tu giải thoát để làm gì? Mình phải đặt câu hỏi giải thoát để làm gì? Thật sự giữa chúng sinh này mình giải thoát, rồi một mình nằm ở trong cái trạng thái an lạc có được không? Chỗ này là cái chỗ tiểu tâm. Giải thoát để mình lấy những căn bản kinh nghiệm trong cái con đường tu mình dạy lại cho chúng sinh, giúp cho chúng sinh, cứu khổ chúng sinh. Đó mới là bậc mới là đại tâm, những bậc mà Bồ Tát thật sự. Bởi vì một người mà cái tâm Bồ Đề không mở rộng đó, thì quý vị tu muôn vạn kiếp cũng là chúng sinh. Nhưng mà ngược lại, nếu mà tâm Bồ Đề quý vị mở rộng đó, thì quý vị tu chỉ trong một sát na thôi, thì chân nhiên Phật tánh nó hiện tiền. Quý vị có thấy những người mà họ tu rất là nhanh. Quý vị thấy chẳng hạn như thầy thí dụ thôi. Chẳng hạn như ông Mục Kiền Liên. Ông vô làm sao? Ông tu có 7 ngày à. Ông đạt A-la-hán quả à. Rồi lại có những vị rất là nhanh nữa. Vô tu trong vòng là nghe một lời nói của Phật là đại ngộ ngay. Rất là nhanh. Bởi vì vậy khi mà cái tâm Bồ Đề nó đã phát rồi, tính tâm nó đầy đủ rồi, một lời nói của Phật, một lời nói của vị tôn đức là quý vị phát hiện được cái Phật tánh hiện tiền ngay. Vì vậy mà cư sĩ Di Ma Cật, Ngài đã dạy các thiên nữ về sự vui của mở rộng của tâm Bồ Đề. Bây giờ kinh văn là hàng phục các ma. A Di Đà Phật, quý vị thấy tam giới này có ma không? Ma rất nhiều. Người tu chân thật thì phải thường tỉnh giác để mà mình hàng phục các ma. Các ma này thì nói cho nó rộng lớn, cho nó nhiều, nhưng mà thật sự bao gồm thì chỉ có nội ma và ngoại ma mà thôi. Bây giờ nói về nội ma là những cái gì mà phần trong cái thân của mình đó. Thì nội ma thì cái gì? Trong tư tưởng mình thì nó có cái phiền não, gọi là phiền não ma. Trong cái thân của mình nó có sắc thọ tưởng hành thức, nó do cái ngũ ấm này nó tạo thành, do đó gọi là ngũ ấm ma. Thành ra trong nội thân của chúng sinh nó có nội ma, đó là phiền não ma và ngũ ấm ma. Mà tất cả những cái loài ma ngũ ấm này bình thường nó không có tạo tác,
Nó chỉ tạo tác khi nào quý vị nhập định thiền định, bây giờ thì mới phát khởi. Do đó Đức Phật Ngài đã từ bi, Ngài đã giảng 50 loại ngũ ấm ma ở trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm để dạy cho ông A Nan với tất cả những chư A La Hán sau này biết những cái hành trạng của loài ma này để mà tránh. Quý vị nên nhớ trong cái hành trạng của thiền định, nhiều khi mình ngồi ở trong phòng á, mình thiền định tự nhiên mình thấy vách hai bên đều mất hết, dòm trống không, mình có thể con mắt mình dòm thấy cả vạn dặm đó, hay là mình có thể thấy được những cái chuyện mà nó xảy ra hằng nữa là cả 10 năm 20 năm nữa. Đây là cái chỗ mà cái loài ma ngũ ấm nó hiện hành, do mình thanh tịnh nó hiện hành, do vọng tưởng di tế nó hiện hành. Do đó mình tu cái mình tưởng à, bây giờ tu mới đây mà đắc thần thông rồi, thiên nhãn thông nó hiện tiền rồi, dòm thấy đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà đây chính là ngũ ấm ma. Chính vì Đức Phật thấy cái niềm nguy của ngũ ấm ma, do đó Ngài mới không có chủ trương dạy thần thông. Bởi vì chủ trương dạy thần thông quý vị dễ lạc vào cái ngũ ấm ma. Mà lạc vào ngũ ấm ma rồi thì quý vị sẽ sanh ra bệnh thiền. Mà bệnh thiền còn gọi là tẩu quả nhập ma. Bây giờ nói về ngoại ma. Về ngoại ma thì quý vị biết đó là tất cả cái loài ma bên ngoài, những cái loài ma trong tam giới, tất nhiên là loài ma dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Những cái loài ma này thì nó muôn hình vạn trạng, nó đến với chúng sinh trong khi mình tu. Do đó trong những cái cuốn mà thiền định căn bản nó có dạy, chẳng hạn như quý vị tu mà vào lúc nghĩa là 5 giờ sáng 26 giờ sáng mà tự nhiên quý vị thấy loài ma nó đến, nó hiện đến, nó phá hoại quý vị, thì quý vị biết rõ ràng đây là con cọp tinh nó thành tựu. Hay là quý vị hành trì mà bây giờ nó nằm vào giờ tí thì quý vị biết đây là con chuột tinh nó đến nó hành quý trị. Thì trong cái căn bản thiền định nó dạy quý vị chỉ cần kêu tên cái loài tinh đó thôi. Chẳng hạn như quý vị nói là ta biết ngươi là hổ tinh đánh thấy tôi quấy rối ta, nhưng mà ta đâu có động gì các ngươi đâu. A Di Đà Phật. Thì tự động cái loài ma thì nó giống như tên ăn trộm vậy, nó giống như tên ăn cướp vậy. Thế mà người ta biết tên mà biết tánh nó rồi thì nó ẩn trốn ngay lập tức à, nó không dám hiện hình nữa, nó tìm cách nó lánh xa cái người tu ngay. Bởi vì đó là những cái loài quỷ mị linh tinh ở trong tam giới, do nó biết tu mà nó thành. Chẳng hạn như quý vị nghe những cái câu chuyện xa xưa như là Bạch Diên Tông Cát. Tông Cát là một cái vị thi văn, trên đường đi vào kinh thi thì đi qua cánh đồng, đi qua một cánh rừng gặp Bạch Diên. Mà Bạch Diên này nó là con khỉ trắng mà nó tu, do đó nó được thành tiên. Quý vị thấy rằng cái loài vật nó tu nó cũng thành tựu. Quý vị thấy rằng con thanh xà và con bạch xà nó tu luyện ngàn năm nó cũng biến thành được hai người nữ. Đó là cái câu chuyện mà thanh xà và bạch xà. Thành ra quý vị biết rằng ở trên thế gian này đó, cái loài nào tu cũng thành tựu hết. Con người thì tu thành tiên, con người tu thành Phật. Thì các loài vũ trụ, mọi chúng sinh trong vũ trụ này họ cái gì mà tu thì được thành tựu hết. Quý vị biết những con rắn mà nó sống rất là lớn, khi mà mỗi ngày đó, thực vật mà chôn trong bụng nó ít lắm là một con nai, hoặc là những con sóc nhỏ, hay là những con thỏ. Nhưng mà khi mà nó tu rồi thì tuyệt đối nó không có ăn sóc mà nó không ăn nai nữa. Mà quý vị thấy nó rất là tội nghiệp, thân thì rất lớn, nó chỉ ăn những rễ cây thôi. Nó tu nó cũng giống như người đời tu mặn chay, nó chỉ ăn rễ cây thôi, và nó sống. Và đồng thời nó hay cái nữa là khi mà con rắn cái hoặc rắn đực mà phát bồ đề tâm nó tu rồi đó, thì quý vị biết rằng nó không chung đụng về cái vấn đề tình dục nữa. Do đó loài rắn mà nó tu cả ngàn năm, ngay chỗ giữa cái đỉnh đầu nó có một viên ngọc rắn rất là quý. Còn mình mà tu mà mình không có đi vào ở trong cái sự vui ngũ dục của thế gian, không còn cái tình nam nữ nữa, thì mình đắc thành xá lợi. Xá lợi không phải do niệm Phật mà thành, xá lợi không phải do thiền định mà thành, xá lợi là do sự không có dục vọng của mình, từ trong tư tưởng, từ ở trong cái hành động của mình mà nó tạo thành. Thành ra cái người tu xá lợi rất là quý, xá lợi là biện chứng cho cái người đó thành tựu đạo quả.
Thành ra người tu mà đạt đến xá lợi là mình biết rằng người vị đó đắc đạo. Là tại vì sao? Là bởi vì xá lợi là một cái chất nó tích tụ tinh túy ở trong tâm, trong cái xương tủy của mình. Do mình không dâm dục, thành ra lâu ngày nó trở thành những cái viên ngọc sáng. Mà cái viên xá lợi này nó rất là ngộ. Khi mà nó bắt đầu nó đông đặc lợi rồi đó, mà quý vị chỉ cần nổi một cái lòng sân lên thôi, sân quý vị rồi nó làm thành cái lửa, nó đốt cái xá lợi này chảy ra nước liền. Do đó cái người tu xá lợi, quý vị thấy họ sống, trước tiên là họ không còn cái tình dục vọng của nam nữ, sau nữa là tham sân si họ cũng bỏ. Do đó cái lòng sân họ không có nổi, tham sân tham họ cũng không có, do đó không sanh cái lòng thủy, và si không có, do đó họ không sanh ra cái gió. Do đó lửa, gió và cái nước nó không làm cho giá xá lợi này nó tan. Nó hay là hay chỗ đó. Do đó người tu ai cũng nói tu hay hết, nhưng mà lúc mà thiêu rồi quý vị sẽ thấy những cái duyên xá lợi này nó sẽ mãi mãi trường tồn. Có những người họ làm xá lợi với xương cốt. Xương cốt không thể gọi là xá lợi. Bởi vì xương cốt theo thầy biết thì trong vòng 3 năm quý vị có giấu kín cách mấy thì nó cũng tan thành bột, nó thành bụi. Thành ra có nhiều người họ nghĩ rằng họ đạt được xá lợi, rồi khi người thân họ cất để trong những cái tủ thờ, để 3 năm kéo ra thành bột hết. Là tại vì xá lợi đó là không đúng, người ta nhận định không đúng. Đó là chẳng hạn những cái chất mà nó nằm, nó chất hóa học nó nằm ở trong cái xương cốt của mình. Nhiều khi mình xin lỗi, mình uống những cái thuốc mà trị về thận, mình uống những cái thuốc mà trị về bao tử, hay mình uống những cái thuốc mà trị về cái nhức lưng, đau lưng. Đó là những chất hóa học nó tích tụ lâu năm, nó trở thành, nó giống như xá lợi nhưng mà nó không phải là xá lợi. Do đó nó để chừng 3 năm là qua mình biết là nó xá lợi không à, nó tan sạch hết à. Bởi vì thầy thấy có nhiều người họ có đến nói thầy, nói là vị này tu được xá lợi, vị kia tu xá lợi, thầy nói đừng có dỗ mừng. Hãy để thời gian 3 năm mở nắp xá lợi ra biết liền à. Hãy nó tan hết thành bột là biết đó là xương cốt hay là những chất hóa học nó tạo thành thôi. Xá lợi thật sự nó mãi mãi ở thế gian này. Xá lợi thật sự quý vị để xuống ở dưới cái thanh sắt rồi, quý vị dùng cái búa thật lớn quý vị đập nó cũng không bể nữa. Nó chỉ quý vị nghe một cái xẻng một cái là nó văng mất liền. Xá lợi không có bể. Thành ra xá lợi nó cứng còn hơn kim cang nữa. Quý vị thấy ở trên thế gian này kim cương là cái vật cứng nhất, mà xá lợi nó còn cứng hơn nữa. Đập không bao giờ bể. Nó là cái hạt mà nó hơi giống tròn, thành ra những cái vật mà cứng mà đập xuống nó là nó văng ngay lập tức. Không bao giờ bể. Do đó cái xá lợi rất là quỷ. Đó là những cái loài mà quỷ mị linh tinh ở trong tam giới nó tu. Khi mà nó tu vậy đó, nó thấy cái người mà đang thực hành cái thiền định đó, thì nó đến nó quấy nhiễu. Cái loài mà tốt á thì nó hỗ trợ mình. Cái loài mà có tâm thiện nó hỗ trợ người tu. Thành ra cái loài linh tinh quỷ mị nó có hai loài. Một cái loài á nó hỗ trợ người tu để nó biết rằng người tu đã đạt đạo, nó cũng có phước hỗ trợ nữa. Chẳng hạn như ông Dương Trùng Dương lão tổ ông tu. Khi mà ông tu hành á thì phía sau cũng có con tinh nó tu ngoài sau á. Nó tu ở ngoài sau đậm ổng, ông tu ngoài trước nó tu ngoài sau á. Cái nhiệm vụ của con tinh nó không có gì hết á, nó lo hành trì ở núi, nó lo những cái gì mà nguy hiểm đến với Trùng Dương lão tổ là nó lo nó dọn dẹp trước. Nhưng mà nó tu đến giai đoạn mà quý vị biết rằng nó chưa diệt được cái lục dục thất tình. Do đó nó dùng những cái tâm thuật bất chánh để mà nó làm cho cái vị Dương Trùng Dương lão tổ phải mê hoặc, phải bị nó mê hoặc. Nhưng mà vị này là cái bậc mà đắc đại tiên rồi, thành ra vượt thoát khỏi cái dòng đó. Thành ra có những cái loài linh tinh quỷ mị khi mà nó tu hành á, cái tình cảm nó đầy ắp trong người, tự nhiên nó muốn kết thành vợ chồng với cái người mà nó đang hộ niệm, nó đang giúp đỡ rất là nhiều. Cũng như trong những cái kinh sách về cái thần chú Phạm Thiên, có những cái thần chú mà đọc cầu để cầu thiên nữ từ ở trên trời á đi xuống để nó làm vợ mình, để mình muốn gì mình được nấy. Đây là những cái điều tà, những cái điều không đúng. Tu Phật là phải tuyệt dục hoàn toàn. Người nào mà còn nói chỉ dục ở trong đạo Phật là gì không đúng, không có sự giải thoát. Quý vị tu đạo Phật là phải tuyệt dục. Bởi vì Đức Phật đã nói rõ ràng ở trong kinh, ái dục là nguồn gốc của sinh tử luân hồi.
Cái loài ma này nó nhân cái người tu khi mà thiền định thì nó đến quấy phá. Và một cái loài ma mà cao hơn cái loài linh tinh quỷ mị nữa, đó là cái loài thiên ma. Cái loài ma này thì quý vị biết rằng cái tam giới này là do nó thống trị, do đó nó yêu mến cái tam giới này lắm. Nó coi tất cả những chúng sinh ở trong, từ các cõi trời dưới nó, từ cái cõi người cho đến tuốt ở phía dưới cõi lỗi, mà cõi lỗi những sinh vật nhỏ nữa, nó coi tất cả những chúng sinh đó là nô lệ của nó, mà nó là cái người thống trị. Do đó khi mà nó thấy một cái người tu tu gần đắc quả đó thì nó hiện lên đến nó quấy phá. Để chi? Để cho người tu này bị sa ngã. Quý vị thì không có thiên nhãn, thành ra quý vị không biết. Chứ loài ma nó có thiên nhãn. Khi mà mình tu đó, mà mình phá được cái sắc ấm, mình phá được cái thọ ấm, cái tưởng ấm nó vẫn còn, nhưng mà tại vì cái châu thân mình nó quá thanh tịnh, do đó cái hào quang nó đã phát hiện. Loài ma này nó nhìn thấy hào quang quý vị, nó xông lên trùng trùng ở trên trên trời, thì bây giờ nó biết rằng có người tu cái gần đạt đến cái bổn tánh rồi đó, thành ra nó đến nó phá, nó lợi dụng quý vị lúc tu thiền nó phá. Mà cái loài ma này khi mà nó phá rồi, ngoại trừ Đức Phật và những cái bậc mà đã có cái sự như là ân huệ của nhiều nhiều phước đức của Đức Như Lai gia hộ thì mới thoát được thôi. Bởi vì nó làm sao, nó theo tư tưởng quý vị nói thành. Chẳng hạn như bây giờ thầy thí dụ thôi, thầy tu ở trong hang động á, tự nhiên ngày nào đó cái tâm thầy nó thanh tịnh lắm, nhưng mà ngày nào đó cái tự nhiên con tâm thầy phát khởi, à mình tu cũng lâu, bây giờ đạo quả cũng thành rồi mà tự nhiên không có đệ tử, bây giờ trong tương lai thì kiếm ai để mà dẫn dắt chúng sinh đây. Thành ra trong tâm tưởng của thầy ôm ấp cái tư tưởng là có đệ tử. À bây giờ thiên ma nó giả làm đệ tử nó tới à, A Di Đà Phật, nó vậy thôi. Do đó cái người tu mà vẫn còn cái niệm tưởng là loài thiên ma nó còn đến. Nhớ thầy nói điều này. Thành ra khi mà quý vị muốn thiên ma không đến, quý vị phải phá luôn cái tưởng. Cái tưởng mà hết rồi thì loài thiên ma nó không nương đâu mà đến. Do đó cái thiên ma mà khi mà mình đi đến cái chỗ mà trạng thái giống như A-la-hán vô sinh rồi đó, thì thiên ma nó không còn nữa. Cái tưởng mất rồi. Tại vì A-la-hán muốn đắc đến ra quả A-la-hán nó phải phá cái sắc nè, phải phá cái thọ nè, phá cái tưởng này, phá cái hành nè. Đó, cái hành là cái nguồn gốc của cái mọi cái sự tư tưởng tạo thành. Do đó phá xong cái hành là lên A-la-hán ngay. Do đó thiên ma nó không phá được những bậc A-la-hán. Quý vị thấy lúc mà A-nan tu trong động mà tất cả gần 90 mấy ức thiên ma nó lại bao vây, là tại vì ông A-nan bây giờ chưa thành thánh quả, vẫn còn là chúng sinh, vẫn còn nằm trong tưởng, chưa phá được tưởng, do đó thiên ma nó đến. Vậy thì những người mà đạt đến cái bổn tánh và sống trong bổn tánh, thiên ma tới ông không tới được. Tại vì cái bổn tánh này nó vốn là vô niệm, cái bổn tánh này nó vốn không có tưởng, do đó thiên ma không đến được. Cái điều này ít người biết lắm. Quý vị tu quý vị mới thấy được cái điều này. Tuy rằng cái loài thiên ma này nó có thần thông quảng đại, nhưng mà ngược lại ngược lại cái loài thiên ma này, cái khắc tinh của loài thiên ma này, tức là Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát, A Di Đà Phật. Thiên ma nó thần thông quảng đại vậy đó, mà nó gặp Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát là nó rung giống như là con thỏ mà rung trước con cọp vậy. Tại vì mấy ông Kim Cang Tạng Bồ Tát này đó, mấy ổng có quyền hành xử những cái người lỗi mà ác, mà mấy ổng biết rằng ác rồi đó, là mấy ổng có quyền lấy cái bảo sử của ổng, Kim Cang sự bảo sử của ổng mà đập nát cái đầu của thiên ma. Do đó loài thiên ma thấy những cái vị Kim Cang Tạng Bồ Tát sợ lắm. Những vị Kim Cang Tạng Bồ Tát nó khác với cái vị hành trì nhẫn nhục và bố thí Bồ Tát. Bởi vì những cái vị Kim Cang Tạng Bồ Tát là hành trì Phật sự phổ độ cho chúng sinh. Do đó những người tu hành mà được Kim Cang Tạng Bồ Tát hộ trì thì loài thiên ma nó phải chạy ngay. Như vậy thì những người mà chưa được minh tâm kiến tánh mà muốn được cái sự hỗ trợ của Kim Cang Tạng Bồ Tát thì những vị này phải sao? Phải tường trì tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Tại sao mình trì tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm mình được cái phước này? Là tại vì trong khi mà Phật nói về cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm đó thì 84.000 vị Kim Cang Tạng Bồ Tát đã phát nguyện theo cái thần chú này để hộ trì. Do đó người nào mà tu thiền định là phải thuộc thần chú Thủ Lăng Nghiêm.
Nếu mà chúng ta là chúng sinh chưa minh tâm kiến tánh thì phải dùng thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Để chi? Để mà quý vị thoát được cái loài thiên ma. Mà thiên ma mà nó đến rồi đó thì sao? Quý vị thấy có những người tu á dễ bị bệnh thiền lắm, gọi là tẩu quả nhập ma đó, rất là nhiều. Tại vì họ không có thần lực để họ trấn áp thiên ma. Tất cả quý đại chúng nên biết rằng cái loài thiên ma này á, nó do thức tưởng mà vào. Vì vậy mà nên nếu mà chưa được minh tâm kiến tánh thì thần chú Thủ Lăng Nghiêm là sát tinh của loài thiên ma này. Cái năng lực của thần chú này thì nó được hộ niệm của 10 phương chư Phật và được 84.000 Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát hộ trì. Do đó loài thiên ma này nó rất sợ hãi mà nó ẩn trốn. Nó nghe tới thần chú Thủ Lăng Nghiêm quý vị vừa đọc tụng lên rồi đó là nó bắt đầu nó chạy rồi. Tại vì nó biết rằng trong cái sát na là 84.000 Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát đứng đầy trời, nó không còn chỗ nó chạy nữa. Do đó nó phải ẩn trốn trước. Nó vừa nghe quý vị khởi Nam Mô Thủ Lăng Nghiêm hội thượng Phật Bồ Tát là nó chạy mất rồi. Bởi vậy trên con đường mà tu hành đó, hầu hết những người mà cái bản ngã cao đó, họ thường tự tu một mình à. Tại bản ngã họ cao mà, không muốn tôn ma làm thầy hết á. Mà những người này thì thường sao? À vì Đà Phật thường dính thiên ma, à, nó ngộ vậy đó. Những người mà bản ngã càng cao thiên ma càng đến à. Những người mà nói rằng tôi có tâm mà, tâm tôi thanh tịnh mà tôi tự tu, tôi cũng cần có thầy. À thì những người này trước sau cũng dính thiên ma à. Thầy bảo đảm 100%, không bao giờ thoát được hết á. Bởi vì những người mà tu thoát thiên ma là những người được những thầy đã minh tâm. Và những vị thầy này hướng dẫn thì những vị thầy này biết cách để mà trị thiên ma. À, còn ngoài ra, mà nếu quý vị mà tự tu và quý vị tự nghĩa là ngã mạn nói rằng tâm mình vốn thanh tịnh mà ma nào phá được, thì chắc chắn rằng trước sau quý vị cũng bị thiên ma này à. Mà hễ thiên ma nó đến rồi đó là quý vị rất là kinh sợ. Bởi vì nó từ trong tưởng quý vị nó sanh ra. Do đó trong tưởng quý vị sợ cái gì nó xảy ra cái đó. Nghe thầy nói rõ để quý vị biết. Trong tưởng quý vị nó sanh ra. Vì vậy mà quý vị sợ cái gì là thiên ma biến ra cái đó. Do đó nó làm cho cái thần kinh quý vị biến loạn, sanh ra bệnh thiền. Mà nhân gian thì thường gọi là tẩu quả nhập ma. Rồi cái phần đó thầy đã giảng xong. Bây giờ đến cái vui đoạn phiền não. Thường thường quý vị biết rằng cái phiền não chướng á là nó do cái sự mê lầm ngã chấp và pháp chấp mà nó tạo ra. Bồ Tát á thì phá được cái ngã chấp và pháp chấp, còn A La Hán á thì phá được cái ngã chấp mà còn pháp chấp. Ngã chấp mấy ông A La Hán phá được nhưng pháp chấp vẫn còn. Nhưng mà ngược lại những vị đại Bồ Tát á là họ phá được ngã chấp và pháp chấp luôn. Do muốn tránh những cái phiền não này thì người chân tu chân thật phải là thanh bằng an lạc đạo. A Di Đà Phật. Cái người tu mà không thanh bằng an lạc đạo đó thì dễ đi vào ở trong cái con đường tà lắm. Người nào mà dùng Phật đạo để mà làm những cái thần thông, người nào dùng Phật đạo để mà phô trương tài danh mình, chữa bệnh cho người này, chữa bệnh cho người kia, đưa danh tánh mình cho mọi người biết để ai cũng chạy về để nhờ mình cứu hết, là coi chừng trước sau gì cũng nằm ở trong cái đường tà. Bởi vì cái danh nó dẫn những cái vị này vào tà nhanh lắm. Mới đầu thì mình phát nguyện cũng tốt lắm, à thôi mình có một chút thần lực để cứu chúng sinh. Nhưng mà sau đó danh nó càng ngày càng đưa đến cái mình quên cái thần lực cứu chúng sinh à. Sau này cái hễ mà ai có bệnh nan y cái gọi tới mình, à, bây giờ có tiền thì tôi trị, à, mà bây giờ trị không ít, mỗi cái 30.000 hay là 50.000 chẳng hạn vậy đó. Từ từ nó đưa những cái người đó đi vào trong danh, rồi từ từ nó lôi cuốn đi vào trong cái tà đạo mà không chứng được chánh đạo, rất là nguy hiểm. Những người mà cái tâm mà luôn luôn tỉnh giác á thì họ không bao giờ họ bị cái tiếng thị phi, và họ không bao giờ bị bắt phong thổi mà làm cho họ sanh phiền não. Quý vị mà bây giờ nghe mình tu thiệt vậy đó mà nghe người ta nói, trời ơi ông đó ông giả tu đó, ông làm bộ ông xuất gia đó, ông làm bộ ông tu đó. Tại vì ở ngoài đời ông không biết gì làm gì sống đó, ông vô đó ông tu, ông ẩn dương nương Phật đó. Nếu quý vị chân tu thì không có cái gì mà làm phiền quý vị hết. Ai nói gì nói, mình tu thiệt mình biết. Mình biết mình chứ không cần người khác biết. Còn nếu mà quý vị mà giả danh thì quý vị sẽ khác.
Còn nếu mình chân tu thì ai nói gì nói. Thành ra thị phi nó chỉ giết những cái người mà ham danh, ham lợi. Chứ còn thị phi nó không giết những người chân tu được. Bác Phong cũng vậy. Những cái bác Phong khen chê nó chỉ giết những người ham danh, ham lợi, cho những người chân tu nó không giết được. Mà người tu là phải bỏ đi cái ham danh, ham lợi. Mà hãy bỏ được cái ham danh, ham lợi thì cái thị phi nhân ngã nó mới không đến. Bây giờ nói về cái phương pháp mà phá được cái phiền não chướng. Muốn phá được phiền não chướng á, thì phải thực hành cái pháp thiền định. Chứ ngoài ra quý vị không có đủ cái khả năng để phá cái phiền não chướng. Tại vì phiền não chướng này nó từ trong tưởng mà ra. Từ trong tưởng mà ra phải dùng thiền định để mà phá được cái tưởng này. Thì nó mới thoát được cái phiền não chướng. Khi mà quý vị thiền định mà phá tan được cái tưởng thức rồi á, thì các phiền não này lập tức tiêu trừ. Do đó cư sĩ Di Ma Cật mới dạy các thiên nữ rằng phải thường vui đoạn trừ cái phiền não. Giờ kế tiếp là vui thanh tịnh cõi nước Phật. Thật sự mình đang chúng sinh mà không kêu vui thanh tịnh cõi nước Phật, biết cõi Phật nào đâu để mà thanh tịnh, phải không? Hay gì là Phật? Nếu mà thầy chưa tu, thầy chưa học Phật Pháp mà thầy đọc cái câu này thầy không hiểu à. Vui thanh tịnh cõi nước Phật. Mình đang là ở chúng sinh, mình đang ở cảnh khổ vậy mà kêu vui thanh tịnh cõi nước Phật là vui như thế nào? A Di Đà Phật, quý vị là chúng lắng nghe thầy giảng. Quý vị nên biết rằng tâm chúng sinh mà thường rời những cấu nhiễm phiền não thì đạt được sự thanh tịnh và an lạc. Nghe thầy rõ, nói rõ ràng ha. Mà tâm thanh tịnh an lạc đó còn gọi là một cõi nước của Phật. Quý vị nên nhớ rằng chúng sinh ở trong cái tam giới này, khi mà quý vị khởi tưởng thì tư tưởng quý vị, vọng tưởng nó không có đồng với nhau. Người thì nghĩ điều này, người thì nghĩ điều kia. Nhưng mà khi quý vị đạt đến cái sự thanh tịnh rồi đó thì bản tâm quý vị nó đồng đẳng với nhau. Chỗ này là chỗ rất là hay. Do đó có nhiều người họ không biết á, hỏi thưa thầy, chứ ông Phật A Di Đà, ông Phật Nhiên Đăng, rồi ông Phật Thích Ca, ông nào lớn? A Di Đà Phật. Đó là cái câu hỏi mà tâm của chúng sinh rất là mê. Tâm chúng sinh nó mê thành ra nằm trong vọng tưởng. Chứ khi mà đạt đến đại an lạc, thanh tịnh rồi thì ông nào lớn, ông nào nhỏ, nói thầy nghe coi. Bởi vì thầy đã nói rằng vọng tưởng của chúng sinh thì nó bất đồng đẳng. Nhưng mà thanh tịnh của chúng sinh nó đồng đẳng. Do đó tu sĩ Di Ma Cật mới dạy các thiên nữ, hãy lấy sự thanh tịnh của bản tâm làm cái niềm vui. Tiêu diệt tất cả những cái u ẩn của phiền não. Do đó tâm đạt được cái trí huệ bát nhã, thoát ly ra tam giới. Trí huệ bát nhã là trí huệ không còn đắm chấp ở trong cái sắc thọ tưởng hành thức nữa. Bởi vì quý vị đọc kinh Bát Nhã mỗi đêm, quý vị nghe nói ngày qua ông dạy sao? Dạy phải diệt đi cái sắc ấm, phải thọ ấm, tưởng ấm. Bởi vì đọc trong cái Bát Nhã tâm kinh mỗi đêm, nghe rõ ràng cái phương pháp đó. Do đó trí Bát Nhã mà nó hiện tiền là khi quý vị không còn đắm chấp ở trong cái ngũ ấm, sắc thọ tưởng hành thức. Bây giờ thì quý vị mới có thể thoát ly ra khỏi tam giới. Hay gì Đà Phật, như vậy thì tam giới thoát ly là do ai? Do chính mình. Mình cũng không bao giờ thoát ly hết á. Quý vị có ngồi đó, quý vị ngồi trước tượng Phật, quý vị ngồi trước các chư Phật mà thật sự các ngài, không phải là tượng, các ngài là chư Phật đó, để cầu nguyện chư Phật cho mình được vào ở trong Đại Niết Bàn cũng không được. Tại vì Đại Niết Bàn này phải thực hành, phải chính mình thực hành, chính mình tu tập. Vui thành tựu các tướng tốt mà tu các loại công đức. A Di Đà Phật, quý vị thấy Đức Phật đến thế gian này cũng qua hình hài của một chúng sinh, nhưng mà ngài khác chúng sinh là sao? Thân thể ngài có 32 tướng đại trượng phu, 32 tướng tốt. Bây giờ những cái tướng tốt đó là từ đâu mà có? Những cái tướng tốt này là do trong cái vô lượng kiếp quý vị tu hành mà có. Cái tướng tốt ở trên thân thể của mọi chúng sinh đều là cái tướng mà mình đã tu hành. Do đó quý vị thấy ở trong chúng sinh có nhiều người thì được cái tướng lỗ tai dài, có nhiều người thì được cái tướng đảnh kiến mani,
ở trên cái chóp đầu nó cao, nhô cao lên. Có nhiều người thì họ được cái tướng Mã Âm Tàng, có nhiều người thì họ được cái tướng nghĩa là lưỡi dài. Đây là những cái điều mà do tu trong cái vô lượng kiếp mà nó thành tựu, chứ không phải tự nhiên mà có. Bởi vì quý vị nghe cái câu kinh sao? Tướng tùy tâm sanh, phải không? Tướng tùy tâm sanh, như vậy tâm làm sao sanh tướng? Là tâm phải tu nó mới sanh tướng. Quý vị thấy người mà mới vô tu á, họ mới vô xuất gia. Quý vị để ý đi, quý vị chụp cái hình của người mới vô xuất gia đi. Quý vị thấy mặt mày họ còn phiền não, nhăn nhó, đủ thứ hết á. Nhưng mà 20 năm sau quý vị lại chụp cái hình của người đó lại, nó khác liền. Nếu mà người thật sự chân tu, họ có cái gương mặt rất là từ bi. Mỗi cái lời nói của họ thoảng ra mình thấy nó rất là nhẹ nhàng và êm ái. Bởi vì tướng của họ là tùy tâm họ sanh. Họ dùng cái tâm chân thật họ tu, do đó tướng của họ cũng biến đổi. Do đó quý vị thấy có những người họ lại họ nói: thưa thầy, con thực hành những cái điều luật này con cố gắng dữ lắm, con làm thành tựu hết à, con làm được cái này làm được kia, nhưng mà thật sự thầy dòm tướng họ thầy biết hơn. Đố ai mà có thể là trước mắt thầy mà giấu thầy được cái gì? Thầy dòm tướng thầy biết hết à. Nhưng mà có cái mình thương chúng sinh, mình không dám nói sự thật ra để chúng sinh nó buồn. Thành ra mình nói: à vậy con được vậy hư quý quá, thôi con cố gắng đi nha. Nếu thật sự ra quý vị mà tâm tàn ác, tâm như thế nào lại trước mặt thầy nó lộ ra hết thì còn gì nữa đâu. Thầy dạy kinh dạy điển như vậy mà thầy không biết à. Quý vị đâu có giấu được cái thầy đâu. Quý vị có thể giấu ai được, nhưng mà với cặp mắt thầy quý vị không giấu được. Bởi vì cái 32 tướng này còn được gọi là tướng đại trượng phu của thiên nhân sư. Người mà có 32 tướng đầy đủ là thầy của người và trời. Mà muốn thành tựu các tướng này thì phải tu các công đức trang nghiêm trong vô lượng kiếp. Và khi những tướng này nó viên mãn thì mình sẽ được 32 tướng tốt này. Đặc biệt là một cái tướng ở trên thân như vậy, nó đã có 100 phước trang nghiêm, nên gọi là pháp bá phước trang nghiêm tướng. Quý vị thấy một tướng, chẳng hạn tướng tai, tướng lưỡi dài, hai tướng là Mã Âm Tàng, tất cả đều có 100 phước trang nghiêm. Bởi vì trong kinh gọi cái trang nghiêm này là bá phước trang nghiêm tướng. Quý vị thấy người tu quý không? Quý lắm á, bởi vì do tu mà nó thành tựu được những cái điều này. Thành ra người mà giả tu dễ biết lắm. Người giả tu, tu cách nào nó cũng không thành tựu hết. Bởi vì giả tu thành ra tâm không chân thật. Tâm không chân thật thì quý vị tu cách nào nữa, trong cái tướng mặt quý vị cũng hiện ra cái tên đại gian ác à. Dầu cho quý vị quy ẩn ở trong cái sơn lâm cùng cốc chưa đến 30 năm, 40 năm, 50 năm rồi, tới dòm cái gương mặt quý vị vẫn là đại gian ác à. Và tại vì tâm nó không có tu, thành ra nó không có sanh được cái tướng đẹp. Bây giờ kế tiếp là vui trang nghiêm đạo tràng. Cái đạo tràng mà cư sĩ Di Ma Cật nói đây đó, không phải là cái cảnh vật bên ngoài. Nó không phải là chùa chiền, nó không phải là thiền viện. Hầu hết mà quý vị nghe nói trang nghiêm đạo tràng là quý vị ở cái vùng nào đó, quý vị lo đến để cúng dường thiền viện, lấy cờ treo phất phới, đem những cái cảnh vật gì mà nó trang hoàng tốt đẹp, quý vị là trang hoàng. Đây là cái người mê. Người mê mới làm chuyện đó. Chứ người tỉnh họ không làm chuyện đó. Bởi vì trong kinh, khi mà ông Di Ma Cật nói vui trang nghiêm đạo tràng, cái đạo tràng này không phải là cảnh ngoài, nó không phải là chùa chiền, mà nó cũng không phải là thiền viện nữa. Mà đây là cư sĩ Di Ma Cật muốn ám chỉ cái đạo tràng trong tâm của mỗi chúng sinh. Quý vị nên nhớ rằng vạn vật ở trong cái thế gian này, nó cái bản năng của nó là tự sinh diệt. Bây giờ thì đạo tràng của bên ngoài nó theo thời gian sao? Nó sẽ hư hoại. Mà nó đã hư hoại thì đâu gọi là trang nghiêm. Một vật mà quý vị để cho nó hư hoại, quý vị có gọi là trang nghiêm cái vật đó không? Mô Phật thưa không, phải không? Như vậy thì trang nghiêm cái đạo tràng là trang nghiêm của bổn tâm. Như vậy thì cái đạo tràng mà cư sĩ Di Ma Cật muốn nói, tức là cái đạo tràng tâm của chúng sinh. Cái đạo tràng này nó mãi là thiên thu bất diệt, là cái bản tâm thanh tịnh mà mỗi chúng sinh đã có. Mỗi một chúng sinh mà nói rằng tôi trang nghiêm đạo tràng,
là chúng sinh đó đã cầm sẵn cái cây chổi rồi và sẵn sàng quét dọn tất cả những cấu nhiễm phiền não vọng tưởng điên đảo ở trong tâm mình. Mà mỗi ngày đều tinh tấn hành trì như vậy để phá tan phiền não chẳng còn lưu trụ ở trong tâm mình, thì đây gọi là trang nghiêm đạo tràng vậy. A Di Đà Phật, quý vị thấy câu kinh nó hay không? Do đó mỗi một chúng sinh là một đạo tràng. Mình không trang nghiêm đạo tràng mình mà chạy ra trang nghiêm những cái sự vật bên ngoài, những cái sự vật giả dối bên ngoài, những sự vật nằm trong tướng sinh diệt mà đi trang nghiêm. Như vậy là hôm nay quý vị hiểu được trang nghiêm đạo tràng, tức là cái bản tâm thanh tịnh của mình. Hãy dùng cái bản tâm của chúng sinh mà tạo thành cái đạo tràng. Không có trang nghiêm cái đạo tràng mà thành vật chất bên ngoài. Đạo tràng vật chất bên ngoài không thể gọi là trang nghiêm, bởi vì nó nằm trong cái tướng sanh diệt của vạn vật. Ở đoạn kinh này, cư sĩ Di Ma Cật đã dạy các thiên nữ, các vị nên về ở thiên cung, đừng có ham vui những vật chất châu báu ở thiên cung, mà thường hằng quét dọn cái cấu nhiễm phiền não bên tâm của quý vị. Đó chính là cái phương pháp trang nghiêm đạo tràng của mình đó vậy. A Di Đà Phật, hôm nay quý vị hiểu được trang nghiêm đạo tràng rồi ha. Như vậy thì mỗi vị là một đạo tràng, hãy tự mình trang nghiêm, tự mình thành cái Phật đạo cho mình. Đạo tràng không có bên ngoài, nó nằm trong tâm quý vị đó. Bây giờ kế tiếp là vui nghe pháp thâm diệu mà không sợ. Quý vị thấy có những cái vị hồi đó giờ chưa bao giờ đến chùa, họ đến thiền viện nghe tụng kinh, mà tự nhiên một ngày nào đó, có dịp nào đó họ đi cùng bằng hữu đến thiền viện, họ đến chùa gặp những cái thời kinh đại thừa rất là cao quý, thì tự nhiên chân lông tóc của họ dựng đứng hết. Đó là gì? Và họ cảm ra cái sự vui mừng vô cùng. Đây là cái trường hợp mà cái người đã vô lượng kiếp họ tu rồi. Ngày hôm nay họ nghe kinh đại thừa, tự nhiên lòng họ phát khởi, nghĩa là họ giống như là họ ngạc nhiên, sửng sốt. Cái gì thấy không? Đó là trường hợp người đã vô lượng kiếp tu rồi, do đó nó có những hành động như vậy. Do đó cái người mà nhiều kiếp tu hành rồi đó, khi mà họ nghe kinh pháp thanh diệu thì lòng họ chợt, nghĩa là sanh ra cái sự thanh tịnh, sanh một cái tâm rất là yêu quý cái kinh pháp đó. Chân lông sợi tóc của họ đều dựng đứng lên, và họ cảm nhận được những cái nhân quả trong những cái kinh đại thừa đó. Còn có người mà chưa bao giờ họ biết tu, khi họ nghe cái lời kinh thâm diệu thì sao? Thì họ cười nè, họ quay lưng, họ bỏ đi nè. Có khi mà họ sanh tâm diễu cợt, họ thị phi kinh văn đó. Họ nói kinh gì mà đọc không hiểu gì hết, kinh gì mà mê tín quá. Rồi họ dạy những người thân của họ không có nên đến nghe kinh, là họ chưa bao giờ họ biết tu hết đó. Họ chưa bao giờ biết thương cái thân của họ hết đó. Đây là những chúng sinh đáng tội nghiệp, rất là tội nghiệp. Do đó quý vị có những bằng hữu như vậy, quý vị nên cận kề nhiều hơn, để mà dùng những cái phương tiện thiện xảo của mình để giúp đỡ những chúng sinh này. Họ rất đáng tội nghiệp quý vị. Vì thế mà những bậc đại trượng phu khi mà họ nghe pháp đó, thì lòng họ quỳ mọp lắng tâm nghe với lòng nhiệt thành và phát tâm cầu đạo. Quý vị thấy là cái loài dê đó, nó là một cái loài súc vật thôi, mà nó nghe một ông kinh, nó nghe một ông sư mà gì, tụng cái kinh dự pháp liên quan, nó còn quỳ mọp xuống nó nghe kinh mà. Nói gì mình là cái người mà thượng đẳng chúng sinh, phải không? Do đó mình nghe kinh quỳ mọp lắng lòng với nhiệt tình, thì đây là cái tâm của mình đã có cái sự cầu giải pháp, cầu giải thoát. Cái tâm của mình đã phát bồ đề tâm từ vô lượng kiếp rồi, chứ không phải mới đây. Những cái bậc mà tiểu nhân đó, khi mà họ nghe những cái pháp nhiệm màu á, thì tâm của họ sanh ra cái lo sợ, lòng của họ mờ mịt. Họ sợ rằng những người bạn nè, họ sợ những thân nhân của mình nè, bị cái kinh văn này nó lôi cuốn đi, phát tâm tu hành hết rồi bỏ họ cô đơn. A Di Đà Phật, đây là những cái người mà họ tiểu tâm. Cái phần này thầy ở chùa thầy thấy nhiều lắm á, nghe. Có những người họ ngăn cấm không cho chồng, không cho vợ tới chùa nghe giảng kinh pháp. Đây là điều không nên làm. Mình không tu được, mình phải giúp phương tiện cho mọi chúng sinh họ tu. Đó là cái điều phước báo của nhân sinh. Mình mà ngăn những người mà đến nghe kinh
thì cái phước báo của mình mờ mịt mãi ở trong cái cõi chúng sinh này, luân hồi mãi mãi. Vì cư sĩ Di Ma Cật là bậc Bồ Tát thắng diệu, cho nên Ngài đã dùng cái ý nghĩa của cái câu kinh này để mà dạy cho những cái vị thiên nữ hiểu mà tu hành. Cái đoạn kinh này cũng là cái đoạn kinh mà Ngài mở cửa cái minh tâm kiến tánh cho mọi người tu hành. Để thầy giảng cái ý nghĩa này nó còn hay nữa. Nãy thì thầy giảng cái phía bên ngoài và phía bên trong nè, nha. Bởi vì cái người tu đó, khi mà cái lòng mong cầu, cái lòng vọng cầu bên ngoài quý vị nó đã dứt sạch rồi, thì bây giờ cái tư tưởng quý vị nó rất là thuần lương. Bây giờ tư tưởng của quý vị đó, nó chỉ có đầy đủ những cái đức hạnh là từ bi và cứu khổ làm đầu mà thôi. Đây mới là ý nghĩa của Ngài Di Ma Cật. Khi mà cái hạnh từ bi và cứu khổ đầy đủ á, thì người chân tu kia không còn lo sợ bất cứ việc gì trong tam giới. À, đây là ý nghĩa của nghe kinh thâm diệu mà không lo sợ đâu quý vị. Rõ chưa? A Di Đà Phật. Bởi vì các người này họ đã liễu ngộ được vạn vật vô thường, có sanh, tất có diệt. Do đó mà những cái lòng mong cầu nó tiêu tan đi. Đứng trước hoạn nạn của chúng sinh, chỉ mong được san sẻ nỗi đau khổ chúng sinh, chỉ mong được cứu hộ những chúng sinh này. Mặc dầu họ đối diện với tất cả những nghịch cảnh mà họ không lo sợ. Quý vị thấy cái ý nghĩa, quyền nghĩa của cái ý nghĩa câu kinh này hay không? Thành ra câu kinh ý nghĩa rất hay. Quý vị càng tu, quý vị thấy những cái kinh đại thừa ý nghĩa rất là cao sâu, chứ không phải giống như mình nghĩ đâu. Bởi vì vậy mà cảnh giới nghe kinh thâm diệu mà không lo sợ là cảnh giới bất khả tư nghì của Bồ Tát. Thầy mong tất cả đại chúng hiểu cái ý này để mà tu học. Có nghĩa là quý vị phải phá tất cả những tư tưởng đại ác, đại gian trong tâm mình, đưa nó trở về cái trạng thái thuần lương. Tức là cái tư tưởng mình nó đã là nằm ở trong cái nghe kinh mà thâm diệu đó. Và khi mà mình được cái tư tưởng thuần lương, mình có lòng từ bi phổ độ chúng sinh, thì mình không có lo sợ những cái con đường mà hoằng pháp lợi sinh của mình. Không ai làm mình lo sợ hết. Quý vị có bao giờ thấy một cái người mà mang hạnh từ bi mà lo sợ không? Không bao giờ có. Hạnh từ bi phá tất cả những cái sự lo sợ thế gian này. Thành ra quý vị nào mà trong lòng lo sợ hoài, quý vị tập tu hạnh từ bi rồi quý vị thấy không có sự lo sợ nào xảy đến quý vị nữa hết. Rồi bây giờ kế tiếp là vui ba môn giải thoát mà không vui phi thời. Cái này là cư sĩ Di Ma Cật dạy cho những vị thiên nữ có cái tâm Bồ Tát. Bởi vì cái lối vào của Đại Bát Niết Bàn á, nói thì nó rộng lớn mênh mang, nhưng mà gom lại thì chỉ có ba cửa thôi. Một là cái cửa không. Cái cửa không tức là diệu tâm thanh tịnh, không còn cái tánh nhị nguyên. Tánh nhị nguyên là tánh còn chấp có, còn chấp không, gọi là tánh nhị nguyên. Do không còn cái bản tâm chấp có, chấp không, do đó cái tâm nó đạt được đại định và nó đạt đến cái chỗ là hư không tánh, tức là cửa không đó, hư không tánh. Người trước khi vào trong cái Đại Bát Niết Bàn đó, họ đạt đến hư không tánh. Và khi mà quý vị đạt đến hư không tánh này, thì quý vị từ chúng sinh sẽ đăng đến cái ngôi Thất Địa Bồ Tát. Thứ hai là vô tướng. Phương pháp vô tướng này nó cũng rất là hay. Nó dạy cho quý vị phá đi cái ngã chấp. Thân quý vị do tứ đại mà tạo thành, do đó không có cái gì mà phải chấp vào cái tướng quý vị hết. Người nào càng chấp thân, càng yêu mến thân, quý vị khó mà tu. Do đó khi mà quý vị hiểu được vô tướng thì quý vị tu rất là nhanh. Và thứ ba là vô tác. Vô tác có nghĩa là tâm không mong cầu, tâm không còn phải đi tìm hiểu những cái chuyện gì của thế gian nữa. Mọi sự thế gian nó đã như vậy, vạn vật thế gian nó đã nằm trong sinh diệt, không cần cái gì tìm hiểu nữa. Mình chỉ lắng tâm đưa nó trở về cái bổn nguồn của nó. Nên đây gọi là vô tác. Và người Bồ Tát thì phải luôn vui trong cái ba môn giải thoát này. Kinh còn dạy là Bồ Tát không nên vui phi thời. Vui, không vui phi thời là như thế nào?
Một vị Bồ Tát mà từ khi phát tâm Bồ Đề, nguyện mình sẽ tu vô lượng kiếp để trở thành cái bậc chánh đẳng chánh giác, thì từ bấy giờ mình phải cố gắng hành trì tinh tấn tu hành, không có khởi cái tâm bất thối chuyển, không có khởi tâm dừng trụ trở lại. Quý vị thấy có những người cũng đã phát tâm Bồ Đề, cũng vô lượng kiếp, nhưng mà rồi họ dừng trụ. Chẳng hạn thầy thí dụ thôi, có những vị họ từ nguyên thủy họ phát tâm, con nguyện phát tâm Bồ Đề, con nguyện từ đây con sẽ tu học để mà trở thành một bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Con nguyện với tâm của con như vậy, và từ đây tới sau mười phương chư Phật chứng minh cho con không bao giờ con phải thối đọa. Nhưng mà trên con đường đi của họ không phải là con đường bằng phẳng, do đó đến một cái giai đoạn nào gian nan cái họ dừng trụ lại. Hay họ đến cái giai đoạn A-la-hán, họ thấy cái tâm của họ an lạc quá rồi, họ nhập vào vô dư niết bàn, cái họ không muốn xuống thế gian nữa, họ muốn xuống thế gian nữa, họ sợ xuống thế gian chúng sinh ta quán chúng sinh làm khổ, họ không dám xuống nữa, do đó họ dừng trụ lại ở quả A-la-hán. Như vậy thì ví dụ Bồ Tát này là nằm ở trong cái phi thời, có nghĩa là cái tâm lui sụp đó. Như vậy thì Bồ Tát không vui với phi thời, có nghĩa là Bồ Tát không có dừng trụ ở cái ngôi Bồ Tát, không có dừng trụ ở cái ngôi A-la-hán, không có dừng trụ ở ngôi Bích Chi Phật, không có dừng trụ ở những cái ngôi Độc Thiện Kỳ Lân. Đó là cái vị Bồ Tát không vui phi thời, có nghĩa là cái mục đích của mình đi đến tột cùng là vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hôm nay thì thầy tạm dừng ở đây, thầy giảng nãy giờ cũng là 1 tiếng 21 phút rồi, do đó thầy giảng nhiều quá thầy sợ quý vị không nắm bắt vững, do đó thầy tạm thầy dừng ở đây, và thứ bảy tuần sau thầy vào để thầy tiếp tục giảng nữa. Bởi vì quý vị nên nhớ kinh pháp giống như là chất cam lộ. Chất cam lộ mà một người mà uống, chúng sinh mà uống mà nó vừa đủ, nó sẽ làm cho con người thanh khiết tiêu dao. Nhưng mà chúng sinh mà uống quá thì nó giống như thuốc mà uống nhiều quá, nó cũng bị độc, phải không? Do đó thầy xin ngừng ở đây để cho quý vị có thời gian quý vị nghe trở lại để tham khảo. A Di Đà Phật.